Báo em nha. Cái đôi chị cần mình từ 37 đến 39 nha. Cái đôi này chỉ có 37 đến 39 thôi. Đôi ngọc trai này 350 nè. Ngọc trai 350, đôi này có 37 đến 39. 37 đến 39 ngọc trai. Dạ đường còn được mấy ký á chị? Dạ tối em qua em soạn coi thử còn mấy ký đường. Ha? Rồi đây là đôi búp bê nè mấy chị ơi. Đây là đôi búp bê. Búp bê này có size 36, nhắn tin gửi hình. Ủa vậy hả? Chị nhắn lại nó riêng ơi, riêng hỏi đi chút xíu em like xong em trả lời cho. B6 đến B9. Đôi búp bê này có 36 đến 39 nha mấy chị nha. 36 đến 39 nhưng mà da rất là mềm. Ý Yên không chơi da bóng. Ý Yên không chơi hàng da bóng mà hàng cứng. Tại vì cái chân tôi nó giống như tiểu thư đầy cát. Ừ, dân đủ má dân lao động mà giống như dân tiểu thư đầy cát. Gội đầu là phải gội vậy nè. Đó, đi tiệm gội đầu là phải gội vậy nha. Đồ má gội vô mạnh một cái một thấy cái cảnh với tôi. Đầu lìa khỏi đầu, hồn bay phách lạc liền. Ừ, giống như một con hẻm á mấy chị. Đừng nói gì hết trơn, như một con hẻm luôn. Có đúng một đen nữa. Sao màu đen nè? Em đưa chị hai đôi búp bê rồi mà. Có đưa cái đúng một đen đâu. Búp bê này là đây. Búp bê này là xinh đẹp nè. Còn đen nè mấy chị. Chị Tiến Nguyễn Thị nhắn tin em đi. Đôi son đăng đen 37, chân 38. Mang được không yên. Đôi búp bê 37. Đôi son đan đen 37, 38 mang được không? Nếu chị Khanh Đỗ Ân, em chốt với chị. Nếu gì không vừa vô lựa mẫu khác, em trừ tiền cái tiền đôi đó. Em gửi đồ xuống, em thu hàng về. Chị Khanh Đỗ ok thì chốt đó. Chứ giờ Ý Yên nói thì nó bị, có nghĩa là không biết là phơm chân mấy chị như thế nào. Cho nên Ý Yên nói là Ý Yên nói chung vậy và cho chị Khanh Đỗ. Có nghĩa là học có thể xuống tới nơi chị kiểm tra hàng. Rồi chị gọi điện cho em đó, ưu tiên những trường hợp đặc biệt thôi. Tại họ muốn mua hàng thì xuống dưới kiểm tra, chị mang thử vô không vừa. Nó giãn dễ lắm chị. Tại ở sau nó dây giãn mà. Ở sau nó dây giãn cho nên em mà cúi xuống cúi lên là em ra đường. Tất cả mọi đôi của em đều xăng đan hết đó mấy chị. Đôi này đôi búp bê là gửi 2 ký với Ví Nam hôm bữa đặt. Dạ cái thùng Ví Nam đâu Ti ơi. Cái thùng Ví Nam đâu Ti ơi. Cái thùng Ví Nam cho chị để cho chị Tiến Nguyễn Thị. Rồi lấy cho chị đôi son đan 37 đen đi. Đôi này đôi búp bê nè. Ok em đôi 300 nha. Ủa son đan đen. Ủa son đan đen là 300. Son đan đen với son đan màu bò là 350 á chị Khánh Đỗ ơi. Hồi nãy son đan đá của chị cũng 350 mà son đan đen với son đan bò cũng là 350 chứ. Tuy lấy cho chị đôi son đan đen mà giống như chị Quang kia chị mang mà đôi 37 cho chị Khánh Đỗ đấy. Coi thử nếu có 38 có sốt thì có 38 không? Có 38 thì lấy cho chị Khánh nha. Rồi đợi nó lấy xuống coi thử đúng không thì chốt nha chị nha. Đợi nó lấy xuống cho đúng thì chế chốt giùm em. Dạ mấy chị ơi em còn 2 bộ cà mèn. Trời ơi 101 mà sale 70 lấy giùm em đi. 101 2 bộ cà mèn nè. Sao vậy? Xếp dặn nhớ. 101 mà sale 70 nè, ai thương lấy giùm em còn 2-3 bộ á mấy chị. Dạ đôi này đúng không chị? Đôi này đúng không chị? Trời đôi này em mang hơi bị đẹp nha. Coi hình cách đây 2-3 bữa em về Phú Yên em mang đôi này nè. Đẹp lắm. Rồi 350 của chị Khánh Đỗ. 350 của chế Khánh Đỗ. Có địa chỉ số điện thoại cho con. Đồng Nai. Bảy mươi cà mèn của chị Trần Xuân Huệ. Nó còn bộ đỏ nè chị. Đó, nó còn 2 bộ, bộ xám với bộ đỏ nè. Rồi cái gì em cũng bán thọc tả bí lù luôn. Đúng không? Trần Xuân Huệ có dấu. Em có đôi sụp cũng đẹp. Gì mà chữ má với em hoài vậy mày? Đâu bóp nam đâu. Gì đó. Bóp nam. Anh ngủ cái kiểu vậy. Lấy xám á chị Huệ. Lấy xám không? Đúng rồi. Chị Huệ lấy xám á. Dạ túi này rẻ lắm. Túi này có 300 mấy à. Túi này có 300 mấy ngàn mà túi này xinh lắm á chị. Túi này đi chơi, đi du lịch đồ xinh cực kỳ luôn. Túi này 300 mấy ngàn không có mấy. Dạ túi này là 370 ngàn. Túi này yên có 2 màu nghe mấy chứ. Túi này có yên có 2 màu. Hồi nãy ai hỏi lấy túi sách gì ta? Này ai hỏi lấy túi sách gì ta? Ai hỏi lấy túi để em bóc một cái con nào đó em xeo nhẹ cho mấy chị nha. Em
sale nhẹ lấy lọc cuối năm nha mấy chị nha. Trước khi sale nhẹ đi à, chiến binh bao nhiêu? Ủa em bán gì chiến binh rồi ta? Đồ dây chiến binh nè. Chiến binh là đôi nè. Dê dê mày cả dây cột 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 mà. Đồ dây nghe chiến binh gì đó nhớ không? À, đôi dây na 450 sale 200. Tôi nói thiệt nghe, tôi về một cái lô đó là nhiều nhất luôn á. Em về cái lô 450 sale 200 em về nhiều nhất. À, túi mùi mẹ bìm sữa phải không? Chị muốn lấy ba lô hay lấy túi? Đợi em lấy cho. Đợi em lấy cho. Tôi về cái lô giày đó xong mấy chị biết không, con mẹ đó nó bơm hàng em xong cái nó bơm xong nó năn nỉ gửi lại mà tôi cũng về về cả tin hay gì. Bắt cái cọc cái kẹo lấy 50 ngàn không? Mình nghĩ chắc con người người ta không làm vậy đâu, ai ngờ con người nó làm vậy thiệt mấy chị. Thế là nguyên cái lô đồ, nguyên cái lô túi đó em không, nguyên cái lô giày đó em không bán một con. Bà nội cha em nghĩ nè, con người nó không làm vậy đâu, ai ngờ con người nó làm vậy thiệt mấy chị. Thiệt, ai ngờ con người nó làm vậy thiệt. Chứng minh da đá đá nó nằm hai cái khúc đó một đống đó, cao trồng ngồng đó. Rồi, cái ví của chị Tiến Nguyễn Thị là ví 100 ngàn này đúng không? Cái ví đây hồi bữa có đúng cái 250 em sale 100 ngàn nè, cái này của chị Tiến Nguyễn Thị nè con. 100 ngàn, đâu, đôi này không? Mấy chị coi thôi, da đá đá mấy chị về tự nghiên cứu nha, cách quấn nha, cho em chưa biết cách quấn chân. À, trời ơi, đôi da đá đá mà sale bệt bệt hết đây à. Cái đôi này là 400 ngàn nè. Cái đôi này là 400 ngàn nè mấy chế ơi. Đôi này 400 ngàn nha, đôi da da đá. Đôi này có size 36 đến 39. Da da đá này là da da đá đi tiệc. Và đôi này là 400 ha. Đôi này 400 à, đợi em đưa lên cho chị Huệ coi. Chị Huệ đợi em chút nha. Chị muốn túi là đựng đồ hai mẹ con cùng đi chơi luôn đúng không? Có. Em nói nhà em chỉ không có tiền thôi ha. Sao về được có ngày rưỡi mà bữa đầu tiên đi đám cưới rồi ngày thứ hai thì sáng dậy xong rồi là đi qua nhà cháu tại có đứa cháu mới có 2 tháng rưỡi rồi 7-8 tháng giờ bị ung thư đó, đời vô thường, xong rồi cái vòng vòng ở đó xong bắt đầu là đi vô Phú Hiệp thăm những người bà con mà hồi xưa lúc đổ nợ người ta cũng giúp mình, rồi xong rồi về lại tới Tuy Hòa là 12 giờ trưa rồi mới dắt ba má ông Ti đi ăn tới 2 giờ mấy rồi là phải chạy đi lên mấy cái chùa mà ngày xưa giờ qua lại với chùa đó, rồi cứ tới chiều về cái má đi làm về cái dắt đi ăn luôn rồi tới tối luôn đó, không có kịp làm gì luôn á. Cái đôi này đẹp lắm mấy chị ơi, cái đôi này mấy chị coi da ra đá nè, mấy chị coi hàng da ra đá nè. À, giày búp bê bao nhiêu? 300 chị anh Nhi Chương, nhưng mà da đẹp lắm. Cái đôi này đẹp lắm nha mấy chị. Mấy chị về vô Google mấy chị coi thử cách đeo như thế nào nha. Chứ cái đôi này em nói với mấy chị đẹp dã man lắm. Và cái thứ hai là nó là hàng của Zara, cho nên mấy chị thấy không? Hàng Zara. Có bán riêng nam hàng Việt Nam xuất khẩu với lại hàng Quảng Châu nhưng mà cũng ít. Tại ơi vô lấy mấy cái túi bé lùng. Vô con lựa mấy cái túi lớn vô Zara cho cô Trần Xuân Huệ lựa đi. Và đôi này 450 em sale có 200 thôi. Đôi này có size tới 41 lận nha. Cho nên chế thôi chốt đôi này thì chốt lên giúp giùm em. Đôi này có size tới 41 nha. Có size tới 41 đôi này lận. Còn chế là muốn mua túi nam, giày nam, muốn mua ví nam thì làm ơn chốt lên giúp em nha. 500 ngàn sale. Con lấy cái túi trong bao kìa. Con cắt cái túi kia ra cho gì? Đây nè, trong bình nè. Để cho chị đấy mua. Dạ, ba lô đó có sale không chị? Ba lô đó có sale. Hồi nãy giờ em lên ba lô rồi nè, ta. Ba. Nãy giờ em lên ba lô nào ta. Là ơi. Là. Con ngủ xấu quá trời xấu luôn á La. Lại mẹ biểu rồi. Bước lại đây. Ba lô nào chị? Ba lô xong luôn. À, ba lô bự hả? Dạ. Con này hàng hiếm nha chị. Con này 600 mà con này hàng hiếm nha chị nha. Em nói thiệt, Ý Yên có một con này giống này mà Dior nè. Cho nên khi mà Ý Yên mà hay đi bệnh viện hay đi nhập viện là Ý Yên mang con này nè. Tại vì đeo ở trước á. Đeo ở trước á mấy chị. Nhưng mà con này LV đẹp lắm. Để em để cái hộp này xuống cho mấy chị coi cái con LV này nha. Cái con LV này xuất sắc lắm chứ ơi. Cái con LV này là xuất sắc lắm mấy chị coi nè. Con này 600 nha chị nha. Con này là 600 ha. Đây này. Đưa túi này cho cô Huệ coi nè. Cô Huệ ơi, cô Huệ. Cô Huệ ơi, cô Huệ đẹp không? Trời ơi, con này là hai mẹ con đi là em nói bao phê lòi luôn.
Con này là con túi Chanel này, hai mẹ con đi là phê lòi luôn, phê lòi bản họng luôn. Thứ nhất da rất là đẹp, thứ hai form đẹp. Có thử con nào khác con này nữa không con? Đây nè mấy chị. Thôi vị xinh xinh nè, ai con trắng này nè. Chị Hệ lấy con đây hoặc là lấy con trắng nè. Chị Hệ lấy con trắng này nè. Con trắng này nó còn xuất sắc nữa, con trắng này giá nhiêu trên bịch vậy con? 6.8 con. Hai con này nha mấy chị. Cái bịch của nó đâu đó, ở ngoài đó, nhiêu? Cái gì 4.8 hoặc đồ mẹ 4.8 bán 6.8 luôn, chắc em giàu mấy chị. Con này 4.8 nha. Bé Lùn đi kiếm cái trục bắn giá gắn vô cái máy bắn giá. Hồi bữa cái trục bắn giá mày Dương Bi lấy xong mày bỏ ở đâu cái trục bắn giá. Rồi giờ kiếm cái trục bắn giá gắn vô cái máy bắn giá để bắn cái giá chứ không 6.4.8 thì để bán 6.8. Con này là 4.8 nè chị Huệ ơi, chị Huệ coi phơm nè. Đẹp lắm. Em nói thiệt với mấy chị là đẹp vô cùng tổ quốc Việt Nam luôn. Mấy chị bữa xuất sắc chưa? Mê chưa? Hơi bị đỉnh luôn. Da dễ. Cái đó là đợt đó là con với chị Bi là lấy gắn á, chứ không ai gắn đâu. Bỏ vô cái bịch lại nè. Size này bự lắm chị. Size này là size bự chà bá lửa. Size này đựng phải mấy bộ đồ á chứ ơi. Còn nếu mà size to hơn là chế phải lấy ba lô ha. Chế phải là phải lấy ba lô. Họ là con này to nè, con rút con này nè. Túi này to nè, đó, túi đó, túi to đó, đó, đúng rồi. Không ấy chị đi con này nè, em nói thiệt. Chị đi con này, em nghĩ chị nên đi con này bự nè. Con này là túi du lịch nè. Con này bự nè chị. Con này có 270 nè chị. Thiệt, con này có 270 nè chị, con form đẹp không? Form đẹp mà da rất là đẹp nha. Con này 270 là túi du lịch. Chế nào chưa chốt túi đi về quê là nên chốt con túi du lịch đó ha. Đi đây lấy cái con đì này. Đi lấy cái con này. Đưa vài cái con túi trong này ra đây. Nàng đi qua lôi đó. Con này 450 nè. Con này 450 nè. Phía trong rồi mấy cái con túi đinh túi đá đấy nè. Con này 450 nè mấy chế. Ai con này hình như còn con. Đây mấy chế ơi. Cái size của Chanel chị nên lấy cái con size Chanel. Hoặc là nếu mà biểu sửa chị nghĩ em nghĩ chị nên lấy ba lô hả? Em nghĩ chế nên lấy ba lô nha. Rồi em lên cho mấy chị con này 450 nè. Con này ở trong nó có một cái con ngựa với một cái dây dài mới chế. Một không có đu lên cái trụ kính nha Tây. Cái trụ kính là người ta làm tạm bợ thôi đó. Để xây nhà xong rồi mới ráp thêm cái đó. Nó mày đu đi. Cái tướng mày nó bé mày đu vô đi. Dạ nó có một con ngựa cho mấy chị nè. Và nó có một cái dây dài cho mấy chế nè. Nó có một con ngựa và nó có một cái dây dài cho mấy chế nè. Đó. Cho nên lấy cái con này khi mà mấy chị mang xéo mang đồ rất là xinh. Mang xéo chị nên lấy ba lô đây chị. Ba lô chị bỏ bình sữa, bỏ này bỏ kia ở trước, chị mang ở trước á. Nó tiện lắm ha. Nó tiện lắm luôn á. Dạ con này nó có con ngựa kèm theo nha mấy chị. Và con này là 450 ngàn. 450 ngàn mà để em lên cái mã túi mà ngày hôm qua em về một lô cho mấy chị nè. Mã túi em về một lô cho mấy chị. Đô la. Con cái nhà ai gì ngủ gì mà sống bỏ mẹ trời. Xinh không mấy chị? Trời ơi em nói mấy chị là con này xinh lắm. Em xinh mà em đứng hầm xinh một mình con này cũng xinh nha. Em này mà em xinh mà em đứng hầm xinh một mình em này cũng xinh là em này nè. Hả? Rồi, lên tiếp đây bên lồng anh. Lên tiếp đó. Lấy mẹ bên đó đi con. Là chim. Tôi sẽ cắn câu đôi tay mẹ. Em có một con clut cầm tay mấy chị, con này mã trắng đẹp lắm. Con này clut cầm tay, con này mấy chị coi cái vân của con túi nè. Cái vân của cái con clut này rất là đẹp nha. Cái vân con clut này rất là đẹp nha mấy chị nha. Con này 380. Chị nói chốt mã trắng 380 thì chốt giùm em mã trắng 380. 380 mã trắng. Chị nào chốt mã trắng chốt lên giúp giùm em. Cho chị coi lại túi này túi du lịch nha chị Huệ. Túi này là túi du lịch mà túi này tính ra 270 anh Ti biết gỡ. Túi là túi du lịch nhưng mà túi này đẹp lắm, tính ra con này 270 là rẻ. Cái lúc em nhập hàng và em coi cái chất lượng thì em cũng hơi bị bất ngờ đó chị ha. Chị Huệ, lúc mà em nhập hàng với em coi cái chất lượng của con túi này em cũng bị bất ngờ, đừng nói chị chị. Dạ con này là 270 ngàn nha chị Huệ nha. 270 ngàn. 270 ngàn con túi đó ha chị ha. 270 ngàn. Túi 270 của chị Trần Thu Huệ. Biết luôn là có thử có con túi du lịch nào nằm trong cái bì không? Có bì thì lấy trong đó đi. Rồi em lên tiếp cho mấy chị mã này. Em lên tiếp cho mấy chị mã này nha mấy chị.
Mã này là Chanel dây xích bạc. Mấy mã này giá hơi chát ha. Mấy mã này giá hơi chát và giá ở đâu nè, thì em chưa biết nó chát ở đâu luôn. Dạ con này 600 quý vị ơi. Con này 600, con này size lớn nha. Ừ đúng rồi con. Con này size lớn nha, 270 của chị Huệ nè. 270 của chị Trần Phương Huệ. Con này size lớn mới chứ ơi. Con này size lớn nha. Nói chung là con này đi mọi địa hình cũng được. Nói chung mấy chị đi đâu cũng được hết trơn hết trời. Con này size lớn. Con này là Chanel bạc size lớn nè. Size lớn mấy chị muốn đo size nhiêu thì lúc nào mấy chị chốt hay còn đo size thì báo em đo cho mấy chị nha. Em đo cho mấy chị nha. Rồi em lo tiếp cho mấy chị một mã Chanel. Dạ mã này giá rẻ hơn mấy chị, mã này giá 700. Chanel giá 700 mấy chị ơi. Chanel này giá 700 nha mấy chị, coi form Chanel giúp em nè. Coi form Chanel sướng chưa, đã chưa, bắt mắt chưa, hơi bị xinh luôn. Chanel này giá 700, hàng Quảng Châu nha mấy chị nha. Chanel này 700. Cái nào chốt Chanel mấy chị coi ở trong nó lọc, nó dập logo giống như là hàng Âu luôn nè mấy chị. Nó dập logo như hàng Âu luôn. Không có một vết xi, không có một vết tì, hơi bị đẹp luôn. 700. Chốt giùm em Chanel 700. Đặt nước đi con cho chị Quỳnh với con uống đi. Chanel 700 mấy chị ơi. 700 ngàn Chanel. Chanel 700 ngàn em đi kiếm gì nhét cho nó lên cái form nha mấy chị. Cái form này nó không có hư đâu. Nó không phải form cứng cho nên mấy chị đừng sợ nó hư nha. Chanel con này hơi xuất sắc nha. Con này em nói với mấy chị là không có một vết tì ha. Không có một điểm trừ ha. Từ da, dễ mềm, tất cả mọi thứ luôn. Con này 700. Chị đã chốt Chanel. Chanel có logo nè. Ngọc trai nè, đá nè, dây xích nè. Nói chung đầy đủ, full ha. Con này 700. Chị đã chốt con này 700. Hình như đứa nào đang hút xì gà dữ phải không? Thằng nào hút xì gà thuốc lào? Đứa nào? Mày chết với tao rồi Tây. Em còn mấy đô búp bê mẹ em bỏ bên kho kia rồi. Rồi em lên tiếp cho mấy chị một con mã 370. Em lên tiếp mã này là mấy chị hơi đứng đứng tuổi giống em là mang được rồi nha. Mã này mấy chị ơi. Mã nè. Mã này mã trắng nha, nó có một cái dây dài cho mấy chị nữa ha. Mã này là 370 ngàn. Mã này mấy chị kẹp lắp là hơi bị đẹp nha. Mã này kẹp lắp đẹp lắm. Chứ nào chốt mã trắng kẹp lắp. Mã này nó có hai màu mấy chị. Nó có màu đen vậy, nó có màu trắng vậy, nó có mã bò. Chị nào chốt kẹp lắp 370 chốt giùm em. Kiếm chưa? Kiếm cái quấn giá chưa? Lấy cái cuộn đọt gì bỏ trong phòng gì rồi tụi bay lấy ra rồi. Qua vô được một lần đi xuống dưới kiếm đi. Cái này là cái dòng cuối ngày hôm qua về nè mấy chết. Có 290 thôi. Nhưng mà bây giờ ý Yên nói thì mấy chị sẽ không biết nó đẹp như thế nào. Mà chỉ có mấy chị cầm túi vô mấy chị cảm nhận mấy chị mới biết là con này nó đẹp như thế nào thôi mấy chị ha. Thứ nhất là da nó rất là đẹp. Mà chỉ có 290 mấy chị coi nó hai phân túi nè, thấy không? Nó hai phân túi nè. Da nó cực kỳ đẹp mấy chị coi gồng da nhám của nó nè. Da này tương đương lại cái con 550 600 của bên em. Mấy chị muốn coi cái con 550 600 không? Lùng. Đi vô lấy hai cái hộp kính hai cái hộp túi 550 600 ở đây cho gì? Kìa kìa. Mày mã hồng á. Hộp trên với hộp dưới coi đi nó cái kính gì vậy? Nó chán nản thiệt nó luôn à. Để em gái ta đồng tính xong gái thì bọn dưới ra. Hai hộp rồi. Đây nè mấy chị, mà cái đây có 290 là chị Thúy Phan ôm chốt liền nha. Tại vì bữa nay Đỗ Quỳnh Như nó nhận cái lô túi của này, nó kêu khen đẹp quá trời, da đẹp lắm. Em nói thiệt với mấy chị là da rất là đẹp và bên trong nè. Da rất là đẹp luôn và bên trong rất là xinh ha. Mã này chỉ có 290 mã 04. Mã 04 290. Mã 04 nó có nhiều mẫu lắm mấy chị. Cho nên chị nào chốt cái mã này chốt nè. Chứ không nó tiếc ha. Đây nữa nè mấy chị. Đây nữa nè, đây cũng 290 nè. Nhưng mà cái này có khác cái này không? Đúng rồi nó khác mấy chị. Nó cũng là logo, nó cũng là logo xoay. Và bên này thì nó không có cái ô trước, bên này nó thêm cái ô trước khuyến mãi vô cũng 290. Cũng 290 ngàn mấy chị ơi. Cũng 290 ngàn chị nào chốt, chốt lên giúp giùm em 290. Con này nè. Mấy chị ơi coi xuất sắc. Trời ơi, nhìn cái túi muốn xỉu đùng đùng chết ngay tại chỗ luôn đó. Nhìn cái túi là muốn xỉu đùng đùng chết ngay tại chỗ nha mấy chị. Mấy chị coi xuất sắc không? Chanel tuyệt nè. Nó không phải màu trắng nha. Mà nó là màu kem mấy chị. Nó là màu kem. Dạ những con túi này nó chị cần thì cứ nói lên báo giùm em báo giá cho mấy chị nha. Em cho mấy chị coi mẫu đi. Những con túi nói lên thì em sẽ cho mấy chị cái báo giá nha.
Ở dưới đó màu gì á baby? Dưới đó màu gì á Lục? Kìa màu hồng, để nãy cho con lấy màu hồng cho con lấy mấy túi ra. Sao giờ kêu con lấy hai cái, con lấy mấy cái ra? Đó hai cái. Rồi em lên cho mấy chị một mã gò gu xì đi tiệc mà mấy chị ơi. Em lên cho mấy chị một mã gu xì ong đi tiệc. Mã này chị nào còn thì báo em báo giá, báo size, báo giá cho mấy chị nha. Mã gu xì tiệc. Mã này giá cũng mềm, mấy chị không có mắc nha. Mã này giá mềm quá trời. Dán nhiều quên nè. Tao mất cái hộp này. Mã này giá mềm mấy chị ơi. Mã này nó chỉ có 500 ngàn thôi. Mã gu xì này 500. Tính ra mã này 500 là hơi bị mát tay em mấy chị. Rồi em lên tiếp cho mấy chị một cái mã Chanel nè. Thầy mở sao con? Rồi tự bỏ luôn. Rồi em lên cho mấy chị mã này nè. Mã này nha mấy chị nha. Mã này là mã gì quên, mã này em có 3 màu lận. Mã này em có màu trắng mà không biết trắng còn không. Mã này là mã con hồi nãy em kêu nè. Dạ mã này là em có tổng cộng là mã này là 650 ngàn nha mấy chị. Mã này 650 ngàn, mã này em có đen nè. Đen ô nhám nè à. Trời ơi cầm cái hàng xịn lên nhìn nó chất lượng lắm mấy chế. Mấy chế coi ở bên trong là y chang hàng Âu luôn. Em nói mấy chị không khác một cái gì logo đồ dập nè ha. Mã này nó có đen. Em có túi đựng điện thoại màu đỏ không? Dạ không. Em còn một cái túi đựng điện thoại trong này là 400 mấy á mấy chị. Nó đơn giản nhưng mà nó sang lắm mà 400 mấy. Hôm qua có được mấy con trăm mấy á. Em bán sale rồi hả? Con này nó có mã đen nè mấy chị ơi. Con này nó có mã đen nè. Nè mấy chị coi mã hồng nè. Mã hồng xuất sắc lắm. Mã hồng này mà cầm đi tiệc vô một có cái dây nó dài nha. Mã hồng ha. Con này mã hồng mà mấy chị cầm vô một phát là nó ngất ngay con gà tây luôn. Mấy chị coi logo ở trong nè, y chang hàng Âu không khác một chút gì luôn mấy chị ha. Con này là 600 650 mấy chị. Con này là 650 nha. Cho nên chị nào chốt con này thì chốt lên giúp giùm em con này ha. Mấy chị có muốn lấy túi Dior đá để đi tiệc không? Có lấy Dior đá đi tiệc thì báo em lên Dior đá đi tiệc nha. Rồi chắc vô lại con coi nó đổ cái kia, cái đóng xuống kia nha. Chắc cẩn thận. Xong rồi cho cái gì, cái dòng Dior này nè. Dior đi tiệc. Nguyên cái chồng này nè. Dior đi tiệc đúng không? Thì nha, hiện giờ em còn có 1, 2, 3 con gì túi đựng điện thoại mà để em coi thử. Để em coi thử chế ơi. Mấy chế muốn em lên gì báo em nha. Mấy chế muốn em lên gì bỏ chồng đây lên luôn. Muốn em lên gì báo em. Mấy chị có muốn em lên gì thì cứ nói báo em ha. Báo em lên hàng cho mấy chị nha. Lén lén đi xuống chứ cũng làm thao à. Mày lan lắm. Coi thử đi o hộp á, đi o hộp đá được không? Rồi lên cho mấy chị có thể có gì trong đây em sao nhẹ chứ. Trời ơi, con này nó đẹp lắm. Con này nó 401 mà em tưởng đâu nó không có cái gì trong này cho nó nhẹ quá nhẹ mấy chị. Đó, chế nào mà nhí nhảnh giống em là hốt con này nha. Con này 401 mấy chế ơi. Dạ thông báo với mấy chị là cái mã này là 401 ha. Xinh lắm nha. Mã này nhìn hay lắm mấy chị. Mã này nhìn rất là hay ha. 410 ngàn mã này. Chị đang chốt mã này 410 ngàn mà nó có cái dây nè. Dạ con nhỏ cháu em nó like nó kêu cái dây này là cột đầu, cột cổ, cột tóc. Dạ xin lỗi không phải, nó cột ở đây nè mấy má. Nhỏ cháu tôi nó like tôi hết hồn luôn. Tôi ở ngoài quê tôi nghe nó like cái tôi hết hồn. Đây là quấn trên cái dây tay nè. Nó kêu là cột tóc, cột cổ, cột trên đầu. Đừng nghe nó nha mấy chị. Dây là cột này nè ha. Chị má ơi, nó kêu cột cổ, cột tóc, cột đầu. Má cột cổ chắc nó cột lên cái trụ luôn á. Chứ không phải nó cột để đi chơi đâu. 401 mẹ này à, nói chưa mất cái ấy à. 401 mẹ này. Bà Minh Tiếp bà cười cái gì vậy. 401 nha, rồi đó, tiếp tục. Hãy lên với em đêm này. Hãy hát khúc ca cho đời mẹ say. Ê, xịt xa lấy đi. Trời ơi là trời. Cái này có màu trắng nữa nha mấy chị. Không biết màu trắng hồi bữa có bán chưa. Chứ em thấy con này là em ngất ngay rồi. 550 ngàn. 550 ngàn đi o đá đi tiệc.
Thế rồi chốt đi order đi tìm. Giờ em hỏi lại lần nữa là hiện giờ có chị Ero Phạm và có chị Thể Thao Thanh Lê không? Hỏi lại lần nữa. Hỏi lại lần nữa là có chị Ero Phạm và chị Thể Thao Thanh Lê không? Con này là mấy chị ơi, trái tim. Con này là Dior trái tim nha mấy chị nha. Dior trái tim. Dior trái tim 550 ngàn nha mấy chá. Con này chắc đem vô phòng cắt quá. Chứ hồi này mấy chị không mua đâu. Em thiết nghĩ vậy á. Con này em nghĩ chắc mấy chị không mua đâu ha. Thiệt nha. Con này em nghĩ chắc không mua. Mở ra sau còn than cho Út với con. Rồi lên tiếp mấy lần ơi. Hãy đến với nhau đêm này. Em nói với chị, nó có nhiều mẫu lắm nha con. Nó có mười mấy mẫu Dior lận á. Dior ra tiếp với con ôm chồng chi vậy? Giống nhau không? Giống không? Rồi ra tiếp đi. Con Dior mới lại đâu rồi? Dior mới lại cóc dùng à. Trời đất ơi. Em lo cho chị một con Chanel. Mấy chế ơi, Chanel mã lạ nè. Chắc là size 26 đó quý vị ơi. Size 26 với size 28 gì á. Trời con này giá dễ thương lắm mấy chị ơi. Con này giá mềm lắm nha. Em nói thiệt, con này giá mềm xèo à, bằng tô phở nha. Con Chanel này giá bằng tô phở nè. Và mấy chị đi con Chanel này lên xe hay không xe mà tự mấy chị tự cảm nhận. Coi chừng nha. Mày đừng có một lần mày ô là tao mất cái túi sách là bữa nào đi học là tao đem tao sale hết luôn á. Mày đừng có ô nha. Em lên cho mấy chị cái con này nè. Tôi nói thiệt về 10 con bán 9 con còn con. Đúng không? Và mấy chị con cái da nè. Da đã lắm mấy chị. Da rất là đã. Ha? Da đã cực kỳ. Cái con này mấy chị không mua là em cho em tự mang đó. Nhưng mà con này là mang xinh lắm mấy chị. Mấy chị coi cái dây nè. Mấy chị coi cái dây của con túi này mấy chị mới biết cái hàng nó như thế nào. Ở đây có chị Ero Phạm và có chị Thể Thao Thanh Ly không ạ. Đây mấy chị của Dior có một chồng lẫn con. Có một chồng đủ màu xanh đỏ tím vàng tùm lum má bé. Giá túi này giá nào chốt lên giùm em. Túi này giá rẻ mà mấy chá. Túi này giá nhẹ nhiều. Hãy đến cắt lên luôn. Không ai nói chuyện mà mình nghỉ đi. Vậy đi con ơi, buôn bán xong rồi tới giờ vẫn còn tao ngủ hả con? Vậy đi con, đừng ngủ dây dưa. Trời ơi, like mà không ai nói chuyện luôn. Vậy đâu giờ mình test máy nha mấy chị. Mình test nha. Rồi. Rồi chào tạm biệt mấy chị đi, dành dưỡng sức để dành tiền nha. Tối 8:30 gặp nhau nha. Dành để dành sức để dành tiền. Chào mấy cô ơi. Chào mấy cô nha. Tối 8:30 like nha mấy cô. Bye bye. Chào mấy cái đồ mấy lùm like là bỏ riêng ra hay là bỏ nhập chung cho cái đồ kia hả? Hả? Bỏ hết bên đó đúng rồi. Rồi đưa đồ vô đi anh. Đưa hàng cứ đưa hết chơi. Cái nào mới về cái này hả? Bang hay bộ đen phối trắng có nơi mà trước. Nó về đồ gì không biết luôn. Ghế bỏ thôi. Đưa hàng Quảng Châu vô luôn. 57 tuổi em đi lấy chồng. Hai bao hả? Quảng Châu 230. Một cô quay vô đầu đè chết luôn á. Chị Tân Nhật, hồi bữa giờ hỏi cái bộ sơ mi chế lấy chưa? Xong lấy bộ sơ mi nó đẹp quá trời luôn chị Tân Nhật. Ngoài bê baby bê lùng lai lúc hai mấy người. Hello chị, hôm nay đồ về nhiều. Hôm nay cái áo khoác rất là đẹp nha.
mà hôm nay em có bộ cô tông, em sẽ bán cho mấy chị 120.000 cho những chị có chia sẻ livestream cô tông đá hàng Quảng Châu ha. Bộ đó hồi xưa là em bán 250.000 đó mấy chị, lôi trên co xuống ha. Tướng Huy Trang vợ tôi Ngọc Bích, Tướng Huy Trang vợ tôi luôn á trời, ai vậy trời. Tướng Huy Trang vợ tôi luôn á trời. Dạ Tướng Huy Trang vợ anh chứ em phải vợ anh. Vậy á, vậy á. Mấy chị bấm giúp giùm em cái nút chia sẻ nha mấy chị. À, coi coi tôm là cái gì? Ôi chồng Ngọc Bích. Dạ mà Ngọc Bích là ai? Nãy giờ hỏi câu đó anh trả lời tiếp em, bây giờ Ngọc Bích là ai? Chủ yếu phải biết Ngọc Bích là ai, giờ hiện giờ chưa biết Ngọc Bích là ai luôn. Phải biết Ngọc Bích là ai mới nói chuyện được anh ơi. Anh gì đó ơi. Nghe đồn bộ này 200. Bữa giờ chưa cầm đồ like luôn á mấy chá. Trời ơi bộ gì dễ thương dữ vậy trời. Trời ơi không cầm đồ like nè. Hồ Ly Hồ, ôi Ly Hồ. Nay có xích đùi kiểu không chị? Trời ơi chị Lâm Hằng bữa giờ mình chưa gặp nhau nè. Nè mở hàng cái chị Lâm Hằng. Dễ thương không? Dễ thương không? Trời ơi chậm má nó đẹp nè mấy chị. Đẹp. Tao tức á. Không like mấy bữa mà đồ lên dễ thương tao tức á. Rồi 200. 200 mấy chị đây. 200. Trời ơi coi không like một bữa mà đồ nó vừa đẹp nè. Không. Ui chịu không được rồi đó. Ui. Trời ơi sao dễ thương trời gì sao mà sao bộ này có 200 không nghĩ ra luôn mấy chị. Rồi 200.000 bộ này trời ơi em nói mấy chị phải coi giảng, tao nói muốn chết luôn á mấy chị. Giải coi giảng muốn chết luôn cho ý dừng bộ này đi. Mở hàng đi. Ý ê. 200.000. Ừ bộ lắm, để lắm. 200.000 một bộ mấy chị, để em vô em coi tin nhắn mấy chị tin nhắn chốt gì không nha. 200.000 quẹo lửa mấy chị ơi, 200.000 quẹo lửa nha. 200.000 quẹo lựa. Chị à, nay có like quần rinh không chứ? Có like quần rinh nhưng quần rinh này còn cỡ dưới 90kg là chị Phương Thảo. Ủa em gọi cho chị Phương Thảo chưa ta? Ủa em bữa giờ em gọi cho chị Thảo chưa em? Châu Luân chưa gửi luôn hả? Chưa gọi luôn hả? Ủa hôm qua giờ em gọi chị Thảo chưa vậy? Chị Thảo, hôm qua giờ em gọi chị Thảo chưa vậy? Nay có like quần rinh không? Mùa này mà tụi em có cái tiền đó mới có sống được với mấy chị. Không có tiền đầu tư không sống được luôn á. Chị Nguyên Phạm đợt này vô cái tài khoản không cỡ 500 đô tháng kiếm 4 triệu mua quần áo ý yên thôi. Đừng kiếm nhiều quá. Nhận đầm trắng trái tim mặt đẹp xuất sắc. Đầm trắng trái tim nó sang lắm. Nó sang lắm mấy chế. Rồi bộ đây nè. Chế nè, nè cái quần vải đẹp lắm nha. Cái quần nó giống như vải thun xốp ha. Rồi bộ này. Bộ này là 250.000 mấy chị. Bộ này là chị Lâm Hằng Homestay. Ê mấy chị cái bộ này sao nó xuất sắc dữ không biết nữa. Nó cái kiểu sao ta, nó dễ thương lắm. Nó rất ư là dễ thương. Bộ này là 250.000 nha mấy chị nha. 250.000 bộ này. 250.000 nha. Bộ này mấy lùng bán 250.000 thì em sẽ bán vô là 240. Tại vì nó không phải quần dài, em sẽ bán cho mấy chị bớt lại 10.000. Ờ đổi cho em được không? Đổi cái gì chá? Đổi gì vậy con? Dạ không biết chơi thì hệ thống em nó hướng dẫn chị chơi. Cái gì mà đổi cho em được không? Vụ gì? Ai? Sao? Ai chết? Sao? Vụ gì? Nói đi đầu đuôi sao kể khúc giữa nghe chị. Đổi cái gì? Đổi cái gì nói đi em đổi sai cho. Đổi sai chứ không đổi mẫu nha. Coi giảng chị Dung. Chị Dung ơi cái bộ này đẹp lắm. Cái bộ này xuất sắc luôn á. 57 tuổi em đi lấy chồng. Đổi cho em được không? Đưa lại em xem chưa thấy đây. Đây chứ. Đây là cái áo. Tới xích qua đây tới xíu. Xích cái máy quẹt qua đây tới xíu rồi. Đây là cái áo mấy chị. Đây là cái áo ha. Dễ thương lắm. Đây là cái quần. Nhưng mà cái quần vải gì vậy đó đẹp lắm. Của em 4 cái đều rồng. Cái quần á. Cái quần là 100.000 đúng không? Rồi nói luôn chị Hương Chương nè. Nói luôn. Cái quần đó em không có bán theo size, mà cái quần đó em bán theo eo. Cho nên khi em đọc eo lên thì chị nào eo trong cái vòng lao lý đó thì lấy giùm em. Tại vì quần này là quần sale.
chỉ có 100 ngàn một cái thôi. Nếu mà quần hàng xưởng là em cho chị đổi rồi, còn hàng này là bơm, một ăn mập lên tí, hai bóp lại tí, các chị vậy thôi chị. Tại vì em nói rồi, cái quần này là cái quần cho em bộ này ha, à, Lâm Hằng size 2 đúng không, bộ này 240 đấy. Cho nên khi đọc lên cái eo là chị nào đúng cái eo đó thì khỏi ghi, cẩn thận nha, khỏi ghi luôn anh, khỏi ghi luôn anh, đưa cho bác anh Phước ghi. Bộ này lỡ cái tính lượng bao nó lủng nó chết luôn á, 240. Chị về chị cầm cái quần trắng lên, cái vải nó lạ lùng lắm chị, vải rất là lạ lùng, vải chui vô mùng vẫn còn lạ chị ha. Bộ này Lâm Hằng Homestyle, bộ này chị Thùy Dung lấy đi, chị Thùy Dung cưng quá trời, cưng quá trời quá đất luôn, quá trời cưng luôn mấy chị, cưng ơi là cưng luôn. 240 ngàn, tí đưa số kéo xuống, xếp cái bộ này lại đàng hoàng, coi trúng cái ly nước nha, coi mày làm gì cẩn thận chút tí, đưa xuống nữa. Xếp trắng quần đùi rồi, lên tiếp tục cho mấy chị xếp trắng quần đùi ha. Xếp này là chưa biết xếp gì luôn nè, chưa biết xếp gì. Xếp trắng quần đùi 240 kèm với áo ở đùi má nó. Em đang buồn quá, cái vụ cái gì vậy, phải Thùy Dung 1990 không ta? Ờ thôi nói nghe nè, chút nữa đi phỉnh 30 thôi nha, lấy phỉnh 5 đánh 6 cái 5 ha, lấy phỉnh 5 đánh 6 cái 5, đừng có đánh 34 rồi không kịp á, tại vô cái dương 22 giờ rất là căng thẳng. Rồi bộ này chị gì ha, chị Homestay có muốn lấy bộ này không, dễ thương ha, bộ này dễ thương quá trời, 240 ngàn bộ trắng. Chị nào chốt bộ trắng mấy cái bộ này mấy chị mặc lên, trời ơi vừa sang vừa sạch sẽ nữa. Chốt giùm em bộ trắng kèm số ký ha, bộ trắng kèm số ký. Không mà cái bộ trắng này cũng đẹp mà, bộ trắng quần đùi cũng đẹp, nói chung là bộ nào cũng đẹp hết á. Chị Vương Hằng lấy đầm này chưa chị Vương Hằng ơi? Đầm này mới về ngày hôm qua, hình như 280 ngàn, 280 ngàn đầm cam có tay sắn ngực ở trước. Đầm này em có một cái là màu đen này nè, mấy chị xin không? Ai cột gì kỳ cục với ta, trời cái đầm của ta đi cột gì, trời ơi nào cột cái đầm vậy, trời nào cột đầm muốn quýnh lộn ghê trời. Cái đầm người ta nó dày nè, cột ra sau bà lùng, bà đem hai dây bà cột đầm trước. Em đi thắng em chốt bộ đó thì gớm thiệt chứ, em đi thắng thôi, ngày hôm nay coi như mình không có lợi nhuận đi nha, nếu đi kịp thì đi 34 đô, mà không kịp đi 30 đô thôi, thả lỏng bình thường đi. Họ kêu vô xanh là cứ kích năm nhiều, năm cái, sáu cái phỉnh năm là được thôi ha, 6 cái phỉnh 5 là được thôi gái, không có gì hết, bình tĩnh tự tin và chiến thắng nha, bình tĩnh tự tin chiến thắng, không có gì hết. 280 ngàn của chị Hằng, 280 ngàn của chị Vương Hằng. À, chị giao size của em đợt trước giao 3 cái đầm có size giá 2x đó, của chị Vương Hằng là định hình trong đầu em là 2x hết, 2x là 90 kg chị, 2x là 90 kg nha. Không, cái con đầm cam này mấy chị mặc lên gọn lắm, vừa gọn mà nó vừa đẹp nữa. Cái form đầm cam em có đăng hình trong fanpage em nè, mấy chị vô coi giùm em ấy. Cái form đầm cam em có đăng hình trong fanpage em nè, nó rất là dễ thương mấy chị, nó dễ thương lắm ha. Khi mấy chị mặc lên á, giờ chốt luôn đi, giờ chốt là hồi đi may mắn luôn trời ơi. Mà tôi nói cho mấy chị nghe nha, mấy chị không có gửi quà, gửi cáp gì, đồ ăn, đồ uống cho tôi, gửi nữa tôi giận rén chịu thiệt á. Đây này, cái form nó dễ thương lắm quý vị, cái form đẹp bà cố luôn, con em nó dễ thương rồi á. Đem hai cái dây chốt cướp cái cột trước đi livestream 34 đi phỉnh 5 nhắc 3 cái rồi double là 30, bấm 4 cái 1 là đủ, đúng rồi Nhung Võ thông minh, bữa nay mày thông minh rồi đó, bữa nay thấy mày thông minh rồi đó Nhung Võ. Nói rồi, mùa này đầu tư một cái tài khoản 1.000 đô, 26 triệu, 26 triệu theo em một tháng kiếm 8 triệu. Không tin hỏi quý vị, những người theo em mấy tháng trời ở đây đi quý vị. Rồi bộ này nè mấy chị, bộ này con gái em bữa giờ nó bán 220 á mấy chị, nhưng mà bộ này giờ bán cho mấy chị 200 được không, gái em nó không biết nó bán 220 á quý vị. Thôi bộ này bán cho mấy chị, quý vị 200 ha, 200 ngày hôm nay vui bán 200 nè. Bộ này vải đẹp lắm, bộ này em may thun lê dông nha,
Bộ này là bộ mà em may vải thun lai dông nha. Đây, thun lai dông. Chị nào chốt bộ đen viền trắng dễ thương ha. Chị nào chốt bộ đen viền trắng chốt giùm em. Dạ, bộ này có giá là 200 ngàn. 200 mấy chị, 200. Chị nào chốt 200, chốt giùm em 200 nha. Bộ này có size lớn nhiều lắm. Bộ này Ly Hồ có lấy không nè. Bộ đùi đen điêu thiền kèm số ký đi nha, điêu thiền ơi. Lên kèm số ký giúp em nha. Ý em, chốt. Điêu thiền kèm số ký 85kg của chế điêu thiền nè. Rồi điêu thiền 200 ngàn của điêu thiền. Dạ, xin địa chỉ số điện thoại chứ ơi. Bên em không biết khách cũ hay khách mới nhờ, bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Rồi của chế Hương Chương nè. Hương Chương 200 nè. Ngày hôm nay hàng Quảng Châu về áo khoác đồ đẹp bà cố nậu luôn. Thiệt. Chút nữa có mấy bộ cô tông dài nhưng em bán giá cho mấy chị 120 ngàn hàng sale nha. Cho nên làm ơn bấm cái nút chia sẻ giúp em. Dạ đưa thiền. Bộ này thun la dông nha quý vị. Bộ này là thun la dông, vải rất là đẹp đó. Tăng 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 200 ngàn. Ủa hôm nay đồ gì đẹp không trời. Mấy ngày nay bên lùng nó bán, mấy ngày nay không gì quá trời. Hộp BTC liên tục. Hộp BTC kéo tới kéo xuống coi. Mày ngồi mày chọn cái điện thoại sao mày cứ nhìn rồi mày chọn miếng hả? Rồi lên tiếp nha. Bộ xếp đen à, địa chỉ Nhân Phúc Tiền đó chị. Vậy vậy tí xíu chụp hình qua Nhân Phúc Tiền nha gái. Rồi em lên bộ này cho mấy chị 240 ngàn. À dễ thương nè. Quý vị đại biểu quan viên hai họ dòng họ hai bên ơi, bộ này dễ thương quá. Đầu má nó. Sao nhiều bộ đồ đẹp dữ trời. Mấy ngày đây không live stream mấy chá, mấy ngày đây bé lùng bán không à. Đây trời ơi coi nè. Ủa cái chị Điêu Thiền mới nhắn tin đó, anh xin địa chỉ trong Nhân mình trong đó luôn. Trời ơi coi nè. Coi nè, bộ đuôi đi. Ai nãy hỏi chút đồ đi. Hôm sờ tay. Đúng rồi. Chị hôm sờ tay ơi, chị hôm sờ tay. Chị làm ơn chị chốt giùm em cái bộ đen cũ trắng giùm em cái hay chị hôm sờ tay. 240. Trời ơi má ơi nó đẹp nè, hôm sờ tay ơi. Cháy bộ ít lợi. Trời ơi bán gì. Bộ viền trắng 200 size 3 cho em. Đòn Ngọc Mai Anh lấy bộ này. Ở bên đâu không phải. Cái bộ mới đem xuống thì giữ cái tí bộ ngủ á. Bộ ngủ đen viền trắng á. Lấy size 3 la đi kiếm tiền. Bỏ con nhỏ like rồi kêu. Trời ơi, em cũng đi kiếm tiền. Con em cũng phải kiếm tiền. Chị nhà khổ mà chị Ngọc Nhung Lê. Đủ má nhà tướng đâu phải buôn bán gì khổ lắm. Chị dầm nắng giải xương gì thấy không. Bán lương cho trời bán mặt cho đất khổ lắm chứ bộ. Mới bộ đen rồi nên để mua màu khác. Dạ ok chị. Rồi chốt giùm em bộ đen viền trắng. Tăng 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 tăng. Không bộ này dễ thương. Ủa bộ này là ít lời chứ gì. Ít lời cho chị ơi. Lấy để dành đi, mùa này đâu có đi đâu đâu, rồi bữa nay sale lại. Có ông Thủy là nó nói vậy rồi á. Có ông Bích Thủy là nó chửi em vậy rồi mấy chị. Mấy cái đồ này chút để riêng nha. Để riêng qua bên hông giống như sáng giờ vậy á. Để dễ lấy hàng tí, bỏ mình đi vô tí. Rồi lên tiếp rồi gì. Rồi tiếp tục, chưa biết hình như cái đầm là sao á chị á. Vương Hằng. Hình như nếu em đón không sai là đầm xanh. Đây, chị Vương Hằng ơi. Đúng lực của chị luôn. Trời ơi, đủ má nó đẹp. Trời ơi, coi cái tay áo nè. Em cực kỳ thích đầm tay như thế này. Em rất là thích đầm tay như thế này mấy chị. Em thích cực kỳ nha. Đây, chốt giùm em đầm xanh nơ. Dạ, bộ đen bao nhiêu hả chị Dương? 240 chị Dương. 240. Em coi lại bộ đen viền trắng cái bao máu đưa xuống đó con. Tình nồng thâm xuyên qua bao mái trắng. Đây, đây mấy chị. Dễ thương ha. Cái bộ đây tao nói hình con mẫu mặt mấy chị thấy thương lắm. Thấy thương luôn. Trời ơi. Chụm má sao nó dễ thương dữ vậy trời. Quá trời là dễ thương luôn quý vị. Sao nó đẹp dữ đẹp dằn vậy trời. Coi nè. Nó đẹp dữ thần luôn á. Bộ này đẹp lắm chứ Dương. Bộ này rất là đẹp luôn chế Điêu Thiền. Vừa trẻ trung vừa dễ thương. Vừa nhí nhảnh mà vừa dúng cho cảnh. Rồi đăng xanh chị Vương Hằng ơi. Vương Hằng ơi. Chị Phương Hằng ơi, chị có đó không chị Phương Hằng ơi? Chị coi giúp giùm em đầm xanh cái chị Phương Hằng ơi. Con nhận mấy mẫu đây, con xưởng em nó may đẹp nè. Dạo này trả đồ hoài rồi, bộ đen viền trắng luôn. Lấy bộ này size 2 đúng không? Điêu Thuyền 2 này 85kg đúng không? Rồi Điêu Thuyền. Rồi Điêu Thuyền.
đưa đây cho ba đưa, bỏ anh Tư bỏ luôn anh Thuận, thôi đi cẩn thận cái chỗ trắng 85 kg của điêu tiền rồi. Đầm xanh, chị nào chốt đầm xanh nơ chốt lên giúp giùm em đầm xanh nơ phơm dễ thương nha. Rồi đầm xanh nơ 280 ngàn, 280 ngàn đầm xanh nơ chắc là Quảng Châu con. À, ai chốt đầm xanh nơ chốt lên giùm em. Em cao 1m65 nặng 72 kg, mặc size nào vậy Dương Nguyễn? Nếu mà mặc ôm thì mặc size L, nếu thích thoải mái rộng rãi thì mặc size XL. Tại XL là từ 70 tới 80, nhưng mà chị cao 1m65 thì tùy chị, em cho chị lựa. Em cho chị lựa ha. Cái bộ đồ này 200 dễ thương lắm BB. Lấy cái bộ màu vàng này chị. Nè em mới để bộ đồ mặc mà chị. Ấy mà cái vải này sao con tưởng em nó lụm cái vải này ở đâu mà nó phối dễ thương lắm quý vị. Không biết nó lụm cái vải ở đâu mà nó phối cái bộ này đẹp quá trời luôn mấy chị ơi. Nó phối cái bộ này quá ư là đẹp luôn. Vừa đẹp mà vừa dễ thương mấy chị, tin em đi, nghe lời em đi, hơi bị đỉnh luôn. Dễ thương ha. Nó phối hai cái vải nè, mà coi vải đã lắm mấy chị, chốt giùm em bộ dài mặc ở nhà. Á lộn, bộ dài đi mấy chị, bộ dài ngôi sao 200 ngàn, dài ngôi sao. Dài ngôi sao kèm số ký ha. Dài ngôi sao kèm số ký. Dài số ký kèm ngôi sao. Mấy chị muốn lấy gì mấy chị lấy. Dài số ký kèm ngôi sao. Rồi đây. Ai biết chăng em. Vòng một áo bao nhiêu ở trong mượn là cái bộ đen đường trắng. Thôi lấy cho đúng nha. Rồi lấy cái thước dây luôn con. Vải này nó không có co giãn nhiều nha chị. Tại vải này nó may bằng vải thun xốp ha. Em nghĩ là chị mặc size L vừa. Dạ. Kính thưa quan viên hay ạ. À? Kính thưa dòng họ hai bên. Dòng 1 nó khoảng cỡ 107-108 trở xuống. Dòng 1 nó khoảng cỡ 107-108 trở xuống. Em nghĩ chị Dương Nguyễn nên lấy size L. Em nghĩ gì á. Em nghĩ sao em báo gì á. Được kéo đi. Rồi lên tiếp quý vị. Trời ơi, mai con gái em mà nó like mấy chị coi nhiều giùm em một chút nha. Like diện hầu cũng 7-8 người coi, nhỏ nó buồn lên khóc quá trời luôn. Đang nghỉ nguyên đêm luôn, tốn trà sữa nữa. Thì ra mấy chị làm nó tổn thương á. Đưa bộ nó size L ấy. Chắc ta phải đẩy mày xuống nhà trước á. Cao thấy ta đẩy mày xuống nhà trước nè. Size L của Dương Nguyễn nè. Xin địa chỉ số điện thoại. Rồi lên bộ này 120. Mấy chị để em kể mấy chị nghe cho cái bộ này là ngày xưa á. Ngày xưa thằng Ái em bán phải 250. Thật lòng. Bây giờ bán 120. Để lấy tương tác. Chị kêu bé Lùng chịu khó học đi. Sao học được. Mình trở qua phong ba bảo táp rồi, chó táp không tới với bản thân mình. Mình nói con mẹ gì cũng được, mình có chồng rồi giờ mình có nói gì. Nói tam lát tam xàm, giả khùng giả điên thì người ta cũng mua hàng mình. Tại vì hoặc là mình cũng có chồng rồi cũng không đến nỗi ế. Còn gái người ta hiền khô hiền quéo à. À Dương Nguyễn khách cũ hả? À? Dương Nguyễn khách cũ không? À? Thì mình con gái người ta mới lớn mơn mởn kêu nó hung dữ như chó. Nhưng mình thì chó ơn má với ai ơn mấy má. Kêu tập gì kỳ quá. À, bí nói nhỏ nhẹ quá nên phải huấn luyện thành thạo như em. Sao thành thạo được chị nhỏ hiền khô, dòng đời lạc lõng. Nè hồi xưa mà mới lên ở với em, tại em mẹ đẻ. Em nói với chị nha, đây, ngồi ăn buffet ở đây. Cái bình nước cách đó khoảng cỡ 6 bước thôi, không tới 10 bước nữa. Kêu nó tới rót nước, nó dám đi em làm con mấy chị. Mà giờ con nhỏ nó hiền, mà nó biết live stream vậy là mấy chị phải mua gấp hai em. Đó. Đây nè mấy chị ơi, ngày hôm nay bán để lấy tương tác cho mấy chị 120 ngàn, nhưng mấy chị ơi làm ơn bấm nút chia sẻ nè. Đó nè, bán bộ này 120 cho những chị có tương tác nè. Để em bước cái này để em thử cho mấy chị nha. Em bước cái này để em thử, tại nhiều bữa mặc vô nô trộ cô tông nè. Bộ này bán 120 cho những chị chia sẻ livestream, không chia sẻ không bán, tuyên bố cứng cựa luôn nè. Em 89 kg mà mặc vẫn thoải mái nè mấy chị ha. Đã ha. Trời ơi, mấy bộ này là bà Tiến bà mê lắm. 120 ngàn bộ này quần dài quý vị ơi. Bộ này quần dài nha. Quần dài. Bộ này quần dài. Dạ 65-90 kg vừa. Bộ này quần dài, coi vải nè, trời ơi vải đã. Rồi 120 ngàn bộ. Quần dài quần lửng gì nó tè le hết trơn á. Có dài, có lửng, lấy mấy bộ thì em lấy cho đủ màu. Ha mấy chị ha. Em có màu xanh bơ nè. Em có màu xanh da trời nè. Em nói mấy chị vải đã ghê gớm lắm. Đây. Bộ dài. Ủa xin lỗi mấy chị nha, em xin lỗi mấy chị. Từ từ em coi giá hả?
em coi lại giá cả nha mấy chị. Bán cho những chị có chia sẻ livestream ha. Chờ chút chị đang khui cái hàng này nè. 120.000 cho những chị có chia sẻ livestream ha. Còn chị nào không có chia sẻ em không bán giá này, gán chịu nha. Gán chịu ha. Rồi chốt giúp giùm em 120.000 bộ quần dài của Thanh Thúy nè. Ít lắm nha mấy chị. Rồi xếp bộ này lại cho Thanh Thúy nè. Xếp bộ này đàng hoàng là cho Thanh Thúy. Thanh Thúy. Rồi tiếp tục nè mấy chị. Xanh da trời cũng vậy luôn. Cái Thanh Thúy Cần Thơ còn gì 90.000 đây nha. Bộ dài của Xanh Bo của Lê Thảo nè. Thấy luôn. Lê Thảo có chia sẻ Lê Thảo 120 nè. Lê Thảo 120. Hai bộ quần dài Thanh Thúy thêm bộ nữa nè. Thanh Thúy thêm bộ nữa. Rồi Thanh Thúy hai bộ 200, 120, 240. Rồi Lê Thảo xin địa chỉ số điện thoại. Mấy chị ơi nhiều màu đẹp lắm. Lê Thảo mấy bộ vậy? Thanh Thúy hai bộ. Lê Thảo mấy bộ? Lê Thảo hai bộ luôn rồi. Lê Thảo hai bộ. Trời ơi em nói mấy chị cái đá hơi bị đẹp luôn. Lê Thảo hai bộ. Lê Thảo hai bộ. Còn màu hồng. Còn gì còn có hai bộ đó hả mấy chị? Màu xanh da trời nè. Xanh da trời ha. Xanh da trời. Lê Thảo hai bộ. Dạ ok chị. Nè có bộ lửng nữa nha mấy chị nha. Có bộ lửng nữa ha. Có bộ lửng. Có bộ lửng. Chị nào lấy thêm lửng thì báo giùm em thêm lửng nha. Không mà vải cu tông đã lắm mấy chị ơi. Em nói chứ bộ giày 120.000 ai bán. Bán lấy đầu like cho mấy chị thôi. Bán lấy đầu like cho mấy chị thôi. Trang Mai một bộ xanh da trời 90kg quần dài hả chá. Quần dài hả chá. Để em kiếm dài cho chá nha. Để em kiếm dài ha. Rồi dài của chá Trang Mai nè. Vậy Trang Mai lấy thêm đi. Thi vỏ hai bộ lửng nha. Từ từ để kiểm tra lửng nha. Để kiểm tra lửng mới có một bộ lửng nè. Kiểm tra lửng nha. Ê lấy bộ lửng bộ dài đi. Thi vỏ ơi nói nè. Lấy bộ lửng bộ dài đi. Chứ cái bộ này chắc có chữ đẹp quá. Lấy bộ lửng bộ dài đi. Thi vỏ về em vứt cắt cái mặt lên. Lấy hai bộ này đi gái. Lấy hai bộ lửng bộ dài này đi gái ơi. Uổng uổng uổng. Thiệt nói thiệt uổng. Uống thiệt á chứ không phải uống giỡn đâu nha. Thi xếp lại con cái này coi. Lấy bộ lửng bộ dài đi Thi. Biết sao không, cái bộ xanh, cái bộ xanh 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 bơ ấy, nó có cái hình, nó có cái hình eo vì đẹp quá. Hai bộ này của Thi vỏ xếp lại hai bộ 240 của Thi vỏ. Ấy bán này không lời đâu nha, đừng làm ơn bơm giùm em một cái ha. Lấy giùm em một cái nha mấy chị. 120 quẹo lựa. Còn hàng chính quy là sẽ là 150 nha. Còn hàng đúng chính quy của nó sẽ là 150 không lời luôn. Cái này Ngọc Trâm, cái này có tới 90kg là Ngọc Trâm không vừa. Chị Nguyên Phạm lấy lửng hả? Để lấy bút lông nguyên chữ dài vậy con. Để em kiếm lửng không? Không được đó. Không thấy lửng đâu á. Nè bộ này cũng dài nè, tí lấy bút lông ghi vô. Em đang kiếm lửng cho. Thêm bộ màu xanh cho Trang Mai. Dạ ok nè, thêm bộ màu xanh cho Trang Mai nè. Thêm một bộ lửng đó, để coi thử nha. Chứ không có lửng tì le đâu. Chị ơi còn dài lấy đi chị. Còn dài, còn xanh bơ còn dài cắt bộ à. Xanh bơ còn dài cắt bộ gì không không cắt lên. Nè của Trang Mai nè. Chờ em chút chị ơi, coi áo trong nắng có chị Hương Trương đang chờ em khui cục hàng cho mấy chị. Chờ em chút ơi, nguyên chữ dài ở ngoài nha con. Cái này cũng dài, xanh bơ cũng dài. Cái này cũng dài nè tí. À còn bộ lửng á chị Nguyên thôi, chị Nguyên Phạm có chưa? Nè Nguyên Phạm quận 12 nè cái lục. Cô Nguyên Phạm quận 12, 120 nè. Còn xếp đùi chị chờ em chút. Chị bỏ Thanh Thảo giờ hai màu đó chị lấy dài về cắt hay chứ hết rồi chị. Hết rồi. À, chị lấy
nãy giờ về chắc hay chưa hết rồi chị, được không? Chị bỏ Thanh Thảo với lại đâu từ đây nè, còn có hai bộ rồi chứ. Chị về chị đạp một đường qua Thành Lũng liền hai bộ này đi chị Thảo, có 102.000 bộ mà cô Tông 4 triệu, không phải là cô Tông cách nhiệt đâu quý vị ha. Xếp đùi em còn nhiều lắm mà chị Lâm Hằng, chờ em đi, ngày mai hàng cũng chưa đi cho chị Lâm Hằng đúng không ta, chờ em đi. Dạ chưa lên nguồn kinh. Em có chốt chị Thảo hai bộ ha, em có chốt chị Thảo hai bộ, còn cái hàng này 150 nè, hàng này 150 nè, hàng này 150 nè quý vị, lên hàng 150 cho quý vị coi, hàng này 150 chốt giùm em về đẹp không, đầu má nó đẹp, đầu má nó đẹp quá trời luôn nè, thấy không nè, đầu má nó đẹp vùng dài nè, vải có vải nè, đã không, đầu má nó hơn 2 ký vẫn nhiều. Rồi chốt giùm em bộ vàng 150 kèm số ký nè, chốt vô cái vàng ghi là dài nha, dài, nhưng mà con xếp ra một cái áo để cái mặt này lên trên là thấy cái mặt này hiểu không. Rồi chốt giùm em dài vàng dài 150, vàng dài 150, vàng dài 150, vàng dài 150 quý vị ơi, vàng dài 150 quý vị ơi, vàng 150 quý vị ơi, có bộ vàng ngố nè, ai lấy vàng ngố, bộ dài 120 chỉ còn đúng bộ xanh da trời đó quý vị ơi, dài 120 còn đúng bộ xanh da trời thôi đây, cũng không còn ngố nữa, còn dài thôi đây, xanh da trời Huỳnh Thị Hồng Ngọc đây cực cung này, nãy chị mặc thử nè, đây còn đúng bộ xanh da trời 120 thôi, có áo khoác vi chị em đang lên nè, chị em đang lên cô Tâm không có áo khoác, còn đúng bộ này thôi nha, còn đúng bộ đó 120 thôi, còn như hết rồi đó quý vị. À còn bộ xanh bơ 120 nữa nè, còn bộ xanh bơ 120 nữa nè đó, còn bộ xanh bơ 120 nữa, còn đầm hồi nãy chị Vương Hằng có thấy cái đầm xanh đen em đưa lên không ta, nãy chị Vương Hằng có thấy nè, còn bộ xanh bơ này chị Nguyên Phạm lấy bộ xanh bơ lửng anh nè, cái này để chị Nguyên Phạm đi được không, để chị Nguyên Phạm bộ bộ, chị Nguyên Phạm ơi em chốt cho chị bộ lửng á, nếu không thích thì cứ báo Nguyên Phạm ra nha, nếu không thích báo Nguyên Phạm ra. Hồi nãy chị Vương Hằng thấy cái đầm xanh đen nơ chưa chị Vương Hằng, chưa thấy thì báo em lên lại nha. Rồi chốt giùm em vàng 150 lấy cái đầm xanh đen đây nè, thò tay lấy không, đây nè chị, đẹp lắm chị ơi, cái tay cũng đẹp nữa nè, em mê những cái đầm phơm tay gì lắm ha, đây đẹp không chị, nguyễn phơm nè, hơi bị dễ thương luôn, con này là mặt hơi bị dễ thương. Dạ em bút cho chị Nguyên Phạm rồi, để em kiếm mà nó còn lọt lòng lọt tàn bộ nào không nha mấy chị, để em kiếm đây bộ ngố nè, đưa một bộ xanh bơ vô đây, đổi cho chị Võ Thanh Thảo đi, đổi cho chị Võ Thanh Thảo bộ xanh bơ đó qua này nè, rồi lấy đầm đá hay cho chị Vương Hằng đi. Như đêm ngày nào mang tay. Rồi còn nè, em còn đúng hai bộ dài 120 là một bộ xanh bơ và một bộ xanh da trời ha, một liệu trình giảm cân của chị Trang Mai, hộp hả chị Trang Mai, em bán cho chị một liệu trình giảm cân hộp, và em còn khoảng cỡ gần một hộp lẻ của trà bột em tặng chị Trang Mai luôn, tí nữa gì lấy 5 hộp trà viên với lại một hộp trà bột lẻ đi tặng cho cô đó nè, cái này của Phương Hằng 280, 5 hộp trà, 5 hộp trà viên 270, 1 triệu 3, 50 hả, 5 hộp trà viên với lại đưa cái hộp trà bột lẻ đây tặng cho cô Trang Mai luôn nè, em cái này gần một hộp nè chị Trang Mai, cái này gần một hộp nè, tặng cho chị Trang Mai cái này luôn ha. Mày ở bển làm ơn mày để im, ở yên một chỗ giùm nha Trang Mai nè, lấy đầm 75 kg với lên lờ cho Bùi Thị Ngọc Trinh, không cái đầm xanh này nó may hơi bị đỉnh mấy chị. Rồi bây giờ em sẽ bán bộ cô Tông nào cho mấy quý vị, 280 của Bùi Thị Ngọc Trinh, em bán tiếp bộ cô Tông gì cho mấy chị, giá này là em sẽ bán cho mấy chị màu cam, cho những chị có chia sẻ livestream ok chưa, chị nào muốn lấy lửng thì báo em lấy lửng nha, chị nào muốn lấy lửng thì báo em lấy lửng ha, màu cam ok không, màu cam rồi 120.000 cho bộ cô Tông màu cam, 120.000 cho cô Tông màu cam nha,
cam quý vị ơi, cô Tông Cam. Tại vì cái chị đó chị có bầu á, chị có bầu á. Rồi cô Tông Cam quốc luôn, cô Tông Cam cho quý vị 120 ngàn. Trời ơi coi bãi đẻ. Chị Trang Mai quốc thêm mấy bộ đây nè. Trời ơi coi nè quý vị, bộ đây bộ lửng nè. Chị Võ Thanh Thảo có lấy thêm bộ này không? Chị Võ Thanh Thảo đúng không ta? Rồi chị Võ Thanh Thảo em có một bộ lửng em để cho chị nha. Chị Võ Thanh Thảo có một bộ lửng em để cho chị Võ Thanh Thảo nha. Rồi Võ Thanh Thảo 120 nè. Còn không, không ôm thì cô báo xả ra. Tại vì lửng không có, lửng không có hè nha, lửng không có có. Rồi chốt giùm em cô Tông Cam. Cô Tông Cam xong bao này lên bao áo khoác đi, bao áo thun nha quý vị nha. Cô Tông Cam đồ đồ con trai Hương Hàm ai vậy? Lấy em bộ dài Nhung Võ, bộ dài kiểm tra cái nha Nhung. Nè cái Nhung Võ bộ dài đẻ nè. Trời ơi cái con cái bộ Nhung Võ là đẻ không? Có bộ bộ của Nhung Võ đẻ không? Rồi Nhung Võ 120 nè. Nhung Võ 120 đồ bao chất lượng. Trời ơi ai comment câu thương muốn ngắt vô vú ghê trời. Con trai Hàm Hương là ai vậy? Lý giải cây vậy? Cam của Cát Tường nè. Luôn muốn bán hả? Nè Cát Tường 120 nè. Chị lấy cho em cái đầm cam dây cột size 3X. Lấy cái đầm cam size 3X cho cô Đoàn Ngọc Mai Anh. Em này chị, em bán nụ cười nha chị. Còn màu tối không? Màu tối 150 mình nu. Em nè, em và đồ bao chất lượng. Em bán nụ cười à. Em bán tiếp đi em, để chị bán quần áo được rồi. Đó, em bán nụ cười, chị bán quần áo. Hai đứa chia phê nha, phê nào nãy bán. Có màu tối em, màu tối là màu tím than và màu đen. Thì bây giờ hàng ôm phải chịu thôi. Hàng ôm phải chịu thôi mấy chị, 150 ngàn. Em có đen, có tím than và có cái màu da rất là đẹp. Màu da rất là đẹp. Đây trong đó đó, đó cục con đang cầm là đây đó. Kiểm tra đi, kiểm tra đây đi. Bao đồ có nhiêu đó chưa ai lấy hết mà. Nè màu này là, màu này là 150 nè mấy chị ha. Đây của Đoàn Ngọc Mai gì đó. Ủa sao Đoàn Ngọc Mai Anh không lấy cái đầm xanh đen vậy? Cái đầm xanh đen có cái nơi vậy? Đẹp mà tan quá trời. Em có màu đen và màu tím nữa. Em bộ đen dài của Hình Nu. Tím than đẹp lắm nha. Tím than rất là đẹp nha quý vị. Tím than rất là đẹp luôn. Tím than nè. Rồi tím than của ai? Tím than của Cát Tường 150. Cát Tường 150. Cái này của Nhung Võ nè con. Cái này của Nhung Võ 150 nè. À, Hình Nu bộ đen dài. Ê lấy bộ đen dài với lại lấy bộ tím đi Hình Nu ơi. Đẹp lắm. Mày nghe chị Yên đi, đẹp, đẹp tê tái lòng người luôn. Đẹp lắm luôn á. Hình Nu lấy quần à, em nghĩ. Ủa Hình Nu lấy bộ dài hay bộ lửng ta? Em có bộ đen lửng nè mấy chị. Em có bộ đen lửng nè đẹp không? 150 ngàn, trời ơi vải đẹp quá à. Hình Nu lấy bộ nào, đen hay dài hay lửng vậy? Tím than Cát Tường có rồi, Hình Nu lấy dài hay lấy lửng để biết lựa lẹ lên nha. Lẹ lên số lượng có hạn, lựu đạn lúc chút. Có cái bịch trắng lớn rồi đó, Anh Tư đưa cho Trang tí nó bỏ vô. Em lấy đen dài ăn rồi, ok để chị kiểm tra. Cái lùm ơ, con ghi dùm cho chị bộ cô Tông. Bộ cô Tông 150. Đen lửng của Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Phương Nam 150 của Nguyễn Phương Nam. Nguyễn Phương Nam lấy thêm bộ nữa không Nguyễn Phương Nam? Nguyễn Phương Nam lấy thêm bộ Adidas nữa không em? Trời ơi có 150 mà giải đẹp lắm. Hổng giờ gọi Biêu Nguyệt Thu chứ vậy? Đen lửng của Đoan Thùy nè. Xếp lại cái này Đoan Thùy 150 nè con. Xếp lại cho Đoan Thùy 150. Để em kiếm đen dài cho Quỳnh Nu. Cái là chưa thấy đen dài. Điểm điểm ngủ không rồi trời. Em ơi dài không có em ơi. Để chị em kiếm thử nghe. Điểm điểm mười mũi hoa. Người hoa xứ nhà nàng. Ướp trà thơm đại khách. Có lấy thêm không chị Đoan Thùy? Chị Đoan Thùy có lấy thêm hình nữa không chị Đoan Thùy? Chị Đoan Thùy lấy thêm hình bộ đen lửng Mickey đây chị Đoan Thùy. Không có trùng hàng ha. Lấy em. À nói nghe nè gái ơi, bây giờ đen á, cái tình hình rất ư là cái tình hình là đen á, không có dài. Bộ đen lửng của chế Nguyên Phạm nè, 150 ngàn của chế Nguyên Phạm.
đêm đêm người mùi hương. Chị nhận được đồ em gửi à, có chừng nào mua đi chị trừ cái quần tây 250.000 ra nha. Lấy chị nguyên phần cổ này nè, cái quần ok không? Bỏ vô bịch ghi chữ quần lửng vô. Em đổi bộ dài lấy bộ đen lửng cho chị. Hồi nãy đổi cho chị xong bao qua bộ lửng rồi chị. Đổi rồi chế ơi. Đổi rồi. Đổi rồi chế ơi. Chế có lấy thêm rồi chế lấy giúp giùm em ha. Đổi rồi. Ô em có bộ màu cam 120 đẹp nè. Em có bộ màu cam 120 đẹp quá trời nè quý vị. Hồi ơi. Nè dễ thương không? Đẹp ha. Em có bộ cam dài nè, chế là lấy cam dài 120, chốt giùm em cam dài 120 ha. Ôi bộ này dễ thương quá trời luôn. Anh Na Trinh Nguyễn lấy đen đen lửng hả? Đây đây vậy. Anh Na Trinh Nguyễn nè. 150 của anh Na Trinh Nguyễn chưa, không thấy comment. Cam dài của hình nu nè. Hình nu 120 nè con, cam dài. Xếp lại nha bé. Xếp lại bộ này. Hình nu 120 nè. Tí cẩm này nè con. Bộ cô tông ghi chữ Quảng Châu bự vô QC. Mấy chị ơi, em thích cái màu đẹp mà mấy chị không chịu mua, biết cái màu gì đẹp không? Cái màu vàng hả mấy chị? Kiếm em không có đen dài lấy nhẹ đâu kiếm. Nè rồi. Chị ơi, cái quần jean em gửi đổi chế đổi size cho em hay mua đồ rồi chứ trừ mua đồ chứ trừ có nhắn vào trong đó rồi mà hôm chế có về quần jean. Nếu Văn Nam Bảo muốn mua quần jean thì tối ngày mai vô livestream đi, chị em đổi qua quần rinh cho ha, tiền đó nhiêu chị em trừ cho ok không? Đây nè trời ơi, người nghĩ sao vậy nè. Đấy bộ này size 90kg cẩm tú mặc tê đít luôn, cu tông 100% ha. Trời ơi cu tông em nói mấy chị 100% nó đẻ nè, đá đá nè nè, người em là đá quá trời đẻ luôn mấy chị. Phép lại rồi qua mẫu nha, qua mẫu rồi tí lấy ba bỏ vô vé hay con vé bên kia lấy ba bỏ vô. Giao hàng Quảng Châu áo khoác vô anh Tư ơi. Em nói với chị vải tuyệt vời lắm. Vải tuyệt vời ha. Mấy chị mà mua hàng biết sai bên em không sợ mất đâu. Vàng là dài chứ không phải lửng. Lấy bộ giờ vàng dài cho hình nu em đi. Lấy cái bộ này đi. Lấy cái bộ này đi đi Quỳnh Nu. Nó trẻ, cái đá ở trước nó rất là trẻ. Quỳnh Nu 150.000. Anh Tư. Bộ cam 120. Bộ vàng 150. Nói chung là cái hàng này này chút like không bỏ hết ngày trước nha. Rồi khách hàng đưa bao hàng Quảng Châu cho anh Tư. Bộ đen lửng không à? Đen lửng không à chết. Cắt cái đó luôn. Nè hôm nay lên áo khó nhìn mê ly. Màu da, một bộ màu
da. Màu da là cái màu lọt lọt cái dưới kìa đó, dưới. Rồi đây, rồi cái này của Minh Thúy nè. Thế thôi, bộ này lửng rồi, tới kiếm vào bộ khác hả? Kiếm bộ khác cái gì bộ này lửng? Em có bộ da lửng nè, bộ này 150, ai lấy bộ da lửng? Em bộ tím đó đi, dạ ok, bộ tím này có 150 là chị Vân Nam bảo. Mai chị vô mua rin đi, mốt em gửi hàng. Chị nhớ nhắn vô fanpage là, chị nhớ nhắn vô fanpage là em thiếu chị Vân Nam bảo nhiêu nha. Nè em có bộ màu da nè, Thanh Thúy màu da, dạ ok đây, dài da, đây. Rồi Thanh Thúy dài da nè. Dài da, màu da đây. Rồi dài da của Thanh Thúy 150 nè bé Lùng. Cái màu da này, cái vải đó em lắm nha. Em táo bộ màu da lửng nè, bạn nào muốn da lửng chốt giùm em da lửng giúp em ha. Chị nào muốn da lửng chốt giùm em da lửng, màu da lửng rất là em ha. Màu da lửng em. Bỏ bộ này vô chữ lửng đây đi. Gạch chữ dài đây, xếp lại đi chữ lửng. Let it go. Let it go. Da lửng của Thùy Dung nè. Rồi áo thun. Áo thun gì có 100 ngàn mấy má ơi. Thì có áo thun gì 100 ngàn. À, kiếm đâu ra cái áo thun dày 100 ngàn quý vị nè, màu đẹp ha, thơm dễ thương ha, dễ thương không? Trời ơi coi nè, nó làm dễ thương không, mặc với quần sọt đẹp lắm. Chốt giùm em áo sọt, dạ áo này 60 đến 90 kg vừa ha. Áo thun của Bùi Thị Ngọc Trinh 100 ngàn nè, Bùi Thị Ngọc Trinh 100 ngàn nè. Áo thun dạ số lượng có hạn mà lụ đạn thì rút chốt đó, chỉ có khoảng cỡ 6-7 cái, ý em đã lấy một cái rồi thì làm ơn mấy chị chốt lên giúp giùm em ha, chốt lên giúp giùm em. Áo sọc, chị nào chốt sọc có sọc, chị nào chốt sọc có sọc nhà anh Na Trinh Nguyễn cái sọc 100 ngàn nè, anh Na Trinh Nguyễn cái sọc 100 ngàn. Ai nữa? Rồi Thùy Dung áo sọc 100 ngàn nè, Thùy Dung áo sọc 100 ngàn nè. Nguyên Phạm quận 12 nè, chị Nguyên Phạm quận 12, Nguyên Phạm quận 12 100 ngàn nè. Chị Đoan Thùy 100 ngàn nè. Chị gửi cái áo riêng xuống cho em đây, em coi thử em bán nhiêu em trừ bill lại cho. Đoan Thùy 100 ngàn nè. Văn Thúy 100 ngàn nè. Nguyễn Phương Nam 100 ngàn nè. Văn Thúy chưa? Nguyễn Phương Nam 100 ngàn. Coi Văn Thúy gì nó tỉnh lại. Rồi còn 2 cái quý vị ơi, còn 2 cái. Quý vị nào chốt 2 cái này thì chốt lên giúp giùm em nha. Kiếm gì bỏ vô. Áo sọc còn 2 cái quý vị ơi. Quý vị ơi, áo sọc chốt lên giùm em áo sọc ha. Áo sọc này nó làm hơi dễ thương. Mỹ Hạnh áo sọc 100 ngàn nè. Mỹ Hạnh áo sọc 100 ngàn nè. Còn cái của chị Anh Phương nữa là hết nè. Bắt nè con. Anh Phương 100 ngàn, con nót cái tỉnh vô. Nè, ngày hôm nay em lên áo khoác là mấy chị mê. Ngày hôm nay lên áo khoác là mấy chị mê ly luôn. Thứ nhất em sẽ lên áo khoác của Tâm trước cho mấy chị, rồi lên áo khoác 3D sau ha. Em có một cái loạt áo khoác tới mấy trăm ngàn lận nhưng mà em vẫn thích cái đó. Em thích cái con đó lắm. Áo khoác này là 300 ngàn nè quý vị, mà có mấy cái thôi. Áo khoác này là không phải áo khoác xưởng giống như hàng Việt Nam. Mỹ Hạnh đừng cho địa chỉ số điện thoại trên này. Em có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em có 6 con áo khoác 300 ngàn. Nhưng mà hàng này là hàng Quảng Châu cao cấp. Mấy chị đừng so sánh với cái hàng Dìm Tàu dốt vào bán rẻ. Mấy chị hiểu không? Đừng so sánh cái hàng này với cái hàng xưởng ở Việt Nam. Hàng này là hàng. Đây mấy chị. Mấy chị có thể là ở ngoài đường người ta mặc cái mẫu này nhiều đúng không? Nhưng mà hàng này là hàng của Quảng Châu. Mấy chị coi cái vải Quảng Châu của nó nè. Mấy chị coi một trời với một vực. Mấy chị một trời với một vực ha. Rồi chốt áo khoác 300 ngàn này. Ai làm gì làm chứ cho ý yên cái nha. Không biết tối nay bán lời mẹ gì đâu mà thấy hết 5 cái đồ rồi đó. Trời ơi áo khoác nhẹ quá mấy chị ơi. Trời ơi chị Hương Chương ơi, áo khoác sướng quá trời luôn. Nè nè, nè nói cho nghe nè. Ta nói tiền nào của đó. Ta nói tiền ít mà đòi đi hết cái nồng thơm là không có được. Hiểu không? Nha. Nha nói cho nghe nha, em là 89 kg đó ha, áo khoác 300 của Mỹ Hạnh. Chị nào khách mới nhớ lê làng lên nha. Trời ơi, ta nói 300 nó có giá của 300, không có chị. Chị nghĩ sao vậy? Hàng này mà bé gì chị? Hàng này là hàng ôm, tại vì nó là len cao cấp của thằng Quảng Châu. 300 của Mỹ Hạnh nè, Diễm My áo khoác 300.
coi này đó. Nè, thấy chưa? Thấy không? Nè. Trời ơi, Hà Vy áo khoác 300 nè. Hà Vy áo khoác 300. Bùi Thị Ngọc Trinh áo khoác 300. Bùi Thị Ngọc Trinh áo khoác 300. Bùi Thị Ngọc Trinh áo khoác 300. Nó có một size thôi chị ha. Rồi hết rồi, cái này của em nữa là xong rồi đó. Hương Chương, Hương Chương còn cái nè. Hết rồi. Hết nha quý vị. Con này 110kg mặc cũng vừa. Tuyên bố cứng cho mấy chị biết như vậy á. Rồi hết áo khoác nha mấy chị nha. Hết áo khoác. Rồi lên tiếp tục nè nè nè. Hôm nay có mấy trăm cái áo khoác lận mua mệt nghỉ luôn. Hôm nay mấy chị mua mệt nghỉ luôn. Nè, áo khoác 220.000 nè. Coi lên áo khoác 220.000 cho coi. Giống như vậy luôn. Nè, giống như vậy có nhiều màu lắm. 220.000. Hang coi nè, 220.000 hơi bị sướng luôn nè ha. Đây thấy chưa? Hay là chị Hương Chương lấy con này cũng được nè, lấy con này cũng được nè. Chị Hương Chương lấy con này thì thoải mái hơn. Nè, lấy cái áo khoác của chị Hương Chương đưa qua cho Đỗ Quỳnh Như nè. Chị Hương Chương lấy con này nè, chị Hương Chương. Chị Hương Chương lấy con này đi, con này nhiều màu lắm. Con này rất là nhiều màu. Nè. Đưa cái của 300.000 của Hương Chương qua Đỗ Quỳnh Như đi anh. Nè, con này rất là nhiều màu nha. Màu xám em đang mặc ha. Màu này là màu lông chuột á, lộn lộn. Màu ruốc ha. Nè, màu xanh da trời. Nè, cái này chị Hương Chương lấy được nè. Màu xanh da trời 220, vải cực kỳ nhẹ và sướng. Em nói nhẹ nhẹ cho mấy chị biết, 220, vải cực kỳ nhẹ và sướng. Từ khoảng cỡ không có 65 lấy màu lông chuột. Nè, nó có nhiều màu lạ lắm. Chế cái gì mà đen hoài chế. Cái gì mà đen hoài đi chị. Quốc con này đi. Quốc nó như quốc em vậy. Màu đen ra đường nó bắt nắng chứ làm con mẹ gì đâu chị. Đây. Màu này đẹp nè. Ha. Nó là ruốc gì á. Cái này nó là. Cái này nó đẹp hơn. Cái này là hồng ruốc. Còn cái này là cho hồng đi ha. Cái này là lông, lông chuột nè. Đó. Chị nào mà 95-100kg mặc cũng vừa nha. Đó, hát bài. Bài gì của Quách Thần Danh á. Chị cài lại xem thơ mà mẹ em vẫn còn thoải mái nè chị nè. Đó. Em đang ngồi nha mấy chị, chứ em đứng là nó rộng đó nè. Đó. Nè chị, đây. Trời cứ mưa chiều nay. Đó, em không ôm giống như cái kia nha, mà em thích mặc ôm. Nè mấy chị, cái này một cục này nó chỉ có khoảng cỡ, khoảng cỡ 11-12 cái thôi. Hồng ruốc. À, hồng ruốc rồi cái này. Cái này ruốc nè, ruốc hồng. Hồng ruốc đúng không nè, cái này của Trang Mai nè. Có một cái à. À, xanh size lớn. Xanh có một cái à, chị Như Nguyễn, Như Nguyễn thành phố nè. 220 của Như Nguyễn thành phố nè. À, lấy cái màu nâu đang mặc nè. Lấy cái màu lông chuột đúng không chứ. Lông chuột đang mặc nè. Nè, lông chuột đang mặc của Hương Chương 220 nè. Nguyễn Phương Nam nè. Còn có một cái lông chuột à. À đây. Ủa, ê mấy chị có cái màu này đẹp lắm nè. Mấy chị chờ chút em lên nè. Màu sáng quá nè. Nguyễn Phương Nam nè. Nguyễn Phương Nam 220 nè. Nè 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 chị. Nè chị Lâm Hằng hơn từ tay. Có cái màu lạ lẫm lắm nè. Có cái màu này đẹp lắm nè chị. Nè chị. Lông chuột mà lai tím tím màu đẹp không. Lâm Hằng hơn từ tay lấy cái này nha. Lấy cái này nha. Lâm Hằng hơn từ tay nè. 220. À, em một áo khoác màu lông chuột size 90kg. Hết lông chuột chị. Bây giờ áo đó em chỉ còn màu, màu ruốc nè nha. Màu nè, em chỉ còn màu, màu ruốc nè. Đẹp không? Màu ruốc nè. Cái 220 màu xám, màu hồng ruốc. Nè chị Hồng Hồn Thế, chị lấy giúp giùm em đi. Lấy màu khác giúp em đi. Một cái ruốc nè. Một cái ruốc chứ lấy giùm em một cái xanh được không chứ. Một cái xanh kia hết rồi. Hồng Hồn Thế em còn đúng hai cái này thôi. Gì? Hết xanh rồi, xanh nó hết lấy rồi. Hai cái này của Hồng Hồn Thế nha chị, hết sạch rồi. Hồng Hồn Thế hai cái là xếp lại từng cái, xếp lại đàng hoàng giùm cái nha. Dạ 220. Chị ơi, chị Dương ơi. Bây giờ em còn nè. Một cái này là màu, màu chốt giùm em là màu,
màu màu ruốc đây, màu hồng ruốc nha. Chốt giùm em cái màu hồng ruốc đi quý vị ơi. Em còn một cái hồng ruốc. Ôi cái hồng của chị Lâm Hằng đẹp quá trời. Một cái hồng ruốc và một cái màu gạch đậm. Đây là màu gạch đậm nè quý vị. Em màu đúng hai cái nhưng mà phải đẹp lắm. Cái này của ai vậy? Đây nè. Nè coi màu gạch đậm nó cũng sạch sẽ nè. Màu gạch đậm cũng sạch sẽ nè. Và màu hồng ruốc cũng sạch sẽ nè. Áo đây em còn hai cái nhưng mà mấy chị ơi vải mê lắm. Vải rất là mê. Vải mê lắm. Rồi bây giờ lên áo lên áo áo khoác 3D cho mấy chị nha. Ok chị Nguyễn Dương. Chị Nguyễn Dương nè. Nguyễn Dương. Chị Trần Dung ơi, chế lấy giùm em cái hồng đậm nha. Ok nha chị Dung nha. Nha chị Dung. Chị Dung Nguyễn Dương, chị Trần Dung. Vải đẻ lắm mấy chị, phải cắt ngon lắm quăng cái này. Em nói mấy chị vải đẻ lắm mấy chị tin em đi rồi lên hàng 3D cho mấy chị nè. Và ngày hôm nay em bán áo khoác này cho mấy chị Yên chốt một cái màu lông chuột. Dạ hết lông chuột rồi chị. Hết lông chuột rồi để em coi thử cái hàng áo khoác đó. Tại vì hàng này là hàng lọc đó mấy chị. Giống như là hàng nhỏ tụi nó bán. Còn hàng lớn là em bán vậy á. Hôm nay em sẽ bán áo khoác cho mấy chị với giá là 160.000 áo khoác này. Nhưng mà nhiều màu lắm nha. Nhiều màu cực kỳ. Nhiều màu cực kỳ. Và em chốt số cho mấy chị nha. Em sẽ chốt số cho mấy chị. Rồi Trần Dung cọc cho em cái kẹt nha Trần Dung. Trần Dung cọc cho em cái kẹt. Áo trăm sáu và đẹp lắm quý vị ơi. Áo này mấy chị quý vị. Em nói nha, những nhất là những chị mà thường xuyên mặc quần jean á, là làm ơn chốt con này cho em. Tại vì cái thằng này mặc quần jean mang giày thể thao đẹp lắm. 160.000 quý vị. Đây trời ơi chụm má nó đẹp không mấy chị. Vải đẹp lắm. Áo khoác 3D. Dạ Trần Dung cọc cho em cái kẹt mua bi 50.000. Áo này 70-100kg cũng vừa nha quý vị. Nè mấy chị làm ơn chốt đây. Làm ơn chốt giùm cái có 160.000 thôi. 3D mã số 1. Quẹo lựa nha mấy chị. Chỉ một đêm duy nhất. Chỉ một đêm duy nhất thôi ha. 160.000. 160.000 trời ơi. Em nói mặc quần rinh mang thể thao một cái. Em nói thiệt với mấy chị ha. Mê mắn. À coi vải nè, đó, vải nè. Cát tường một cái nè. Nè, làm ơn làm phước chốt đi. Số lượng không có nhiều đâu mà suy nghĩ nha. Cát tường 160.000 nè. Quẹo lựa mấy chị, ta nói chỉ một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất. Vải quá trời đẹp. Thằng này mà chỉ cần mặc vô mang quần rinh một cái. Em nói mấy chị hả, ta nói đẹp lồng lộn luôn. Đẹp lồng lộn mấy chị. Đẹp lồng lộn luôn. Không hoàn thế lấy em chế. Áo khoác 3D là 3D là 3D. Ủa cho nãy con làm bị xào chưa ăn hả? Ôi trời ơi, không ai chốt áo khoác không trời. Rồi bếm lùng ghi tiếp đi con. Ghi tiếp là áo khoác 3D 160 đi. 3D đừng ghi áo khoác 3D nha. Mã số 2. Mã số 2. Em theo anh qua những cánh đề bọc. Cánh đồng thơm lúa Việt Nam. 160. Nơi bao à, áo khoác cũ này mà. Áo khoác này em nói mấy chị rất là dễ mặc đồ ha. Đây. Bao nhiêu năm xa cánh bóng dừng hôm nay lớn dần. Cọc cái kẹt mua bi 50 là sao kìa, bà đang hỏi kìa, Trần Dung đang hỏi kìa. Là nộp cho mình một cái kẹt mua bi 50 mới cho hàng đi. Đây, mã số 2. Mã số 2 quý vị ơi. Lấy cái này bi, cái gì đó phải. Cái này là mã số 3 nè. Mã số 3. Đẹp ha. Mã số 3. Áo khoác này mát lắm, em làm 4 cái hình như hồi đó Dung bỏ nó mua được mã số 3. Rồi mã số 2 của Hồng Hoàng Thế là mã lá nè. Hồng Hoàng Thế 160.000. Mã số 3 là mã con bướm đen.
mấy rồi? Mã số 2, mã số 3. Đây là mã số 4. Trời ơi, bà nội cha nó mã số 4 nha. Mã số 4. Ai chốt mã số 4? Chốt giùm em mã số 4. Ý em cái coi. Mã số 4. Mấy cái này Ly Hồ mặc đều vừa hết đó. Mã số 3 size lớn nhất 23. 3 là mã con bướm đen của Ly Hồ. Nè, con bướm đen đen của Ly Hồ 106 của Ly Hồ. Mã 2, mã 3, mã 4. Đây là mã số 5 nè. Mã số 5. Đây là mã số 5 đó, 160.000 quẹo lựa. Ai muốn lựa gì lựa, ai muốn chốt gì chốt ha. Chốt giùm em mã số 2, mã số 3, mã số 4 và mã số 5. Còn mã số 1 là nãy em mặc thử đâu. Đó, ai chốt cái gì thì chốt, còn không chốt thì chốt giùm cho em. Cảm ơn 73 anh chị tới giờ vẫn còn nghe mở em ngồi nói chuyện. Em còn cái áo hồng rút đậm nha. Lần sau bà vô bà đặt hàng ông nhớ nhắc tôi quăng cho bà luôn cái lù đèn luôn, khỏi quăng cục lo. Thi Võ lấy gì vậy? Ủa Thi Võ lấy gì vậy? Áo hồng rút đậm của Thi Võ lấy về 220. Dạ. Yeah. Chứ dòng 120 thoải mái Bảo Bảo. Dòng 125 cũng vừa mà 130 cũng vừa mà 135 cũng vừa nha Bảo Bảo. Vừa gái. Lấy cái của chị gì á? Chị gì mà quăng cục qua lục đạn gì đó? Đang trả lời, từ từ rồi. Từ từ Thi Võ, chị đó không rành, từ từ thông cảm. Từ từ, kiếm cái gì không nha bạn, chờ chút thôi. Những năm tháng xa xôi bạn bè, nhớ từng quá cây phượng ngày hè. Nếu mà mai, nếu mà mai thứ hai mà làm tài khoản trước thứ hai không qua thứ ba thì cũng có thưởng nhau. Chế có đồ mặc nhà không có chị Huyền. 77 kéo lên giùm con là cái bao đồ mặc nhà đi. Cái bao mà 220 trên cùng á. Trên cùng. Đúng rồi. Đi xuống nhà dưới lẹ giùm tao một cái đi. Bỏ đây. Rồi kéo áo khoác xuống nhà dưới coi. Còn cái nào sai chị không? Dạ sai cái này là sai chị Đông Thùy nè. Hết tất cả cái này là sai Đông Thùy. Đông Thùy mấy cái này là nó làm sao ta, nó làm cái form gọn lắm. 1, 2, 3, 4, 5 mã số đó chị Đông Thùy hốt đi. Nè bộ này 200.000 nè quý vị. Mà bộ này không le dông đã lắm. Mà bộ này hồi nãy bà Ly Hồ cũng chịu lấy dễ thương quá trời. Đây Ly Hồ ơi. Đây nè. Coi lại mã số 4 là mã nào ta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mã số 4 là mã nào nghe? Mã số 5 là mã đen cuối cùng là biết rồi. Mã số 5 là của ai? Nè mã số 5 của Tâm Hường. Có áo đầm dây vải la dòng chưa? Mã số 5 của Tâm Hường. Ờ, mã số 4 là mã này hả? Tí tí đưa cái này. Mã số 4 là cái này hả? Cái trên cùng nè. Cái trên cùng. Mã số 4 là cái này phải không chị Bảo Bảo? Đây là mã số 4 nè. Mã số 4 hay là mã, đúng rồi, mã số 4. Cho em cái hình nào dễ trẻ. Chị Đông Thùy mặc cùng mấy với em đi. Chị Đông Thùy mặc mã này đi. Chị Đông Thùy mặc cái này nè. Mặc cái này dễ mặc riêng lắm chị. Mặc cái này là dễ mặc riêng ma phối giày thể thao lắm. Chị Đông Thùy lấy cái này đi. 160 ngàn của Đông Thùy nè. Còn đây là mã số 4 nè. Cho cái quần đưa cái áo không chờ chút bà nội. Ủa tí kiếm cái bộ này có thử có size 100kg không vậy? Hồi nãy bán hết cho khách rồi. Không biết còn size 100kg không Bi. Cái bộ này cái quần cái đấy nó dài lắm bà nội. Nhưng mà không biết còn size Ly Hồ không có chết thằng ta. Đây. Bộ này là thun lai dông nè. Bộ này đen dây. Chị ra chốt đen dây. Chốt giùm em đen dây kèm số ký 200 ngàn. Hết rồi.
vậy cho em mã số 2 đi chế. Mã số 2 là mã xanh em mới đưa cho chị Đông Thùy á, đúng không? Mã số 2 là mã xanh này nè. Mã xanh này mặc mới dễ mặc đồ nè mấy chị ha. Rồi cái này của Bảo Bảo, cái em đang cầm là size này phải không? Là này đúng không chị Hà Vy? Dạ ok. Hà Vy size L. Rồi bộ này của chị Hà Vy size L 200 nè, 200 của Hà Vy. Bảo Bảo và cái áo khoác 160 của Bảo Bảo. Hồi bữa bé Lùng đưa bộ đen coi trùm trùng màu, chỉ là bé Lùng máng rồi đó. Rồi mấy, nói chung để em lên một lần nữa mấy bộ này. Trời ơi thun le dông nha quý vị, thun le dông mà form hơi bị dễ thương hả? Hơi bị dễ thương bộ này luôn. Bộ này mắc cho mấy chị mặc là bao cưng, bao cưng. Bao riêng là mai lên mới được Bảo Bảo. Nếu Bảo nó cũ khách nói vậy, nếu mà tối nay Bảo, tối mai Bảo Bảo muốn mua nguồn riêng là Bảo Bảo phải nhắn nha, là phải nhắn vô phim bay á, là phải ôm phải đồ môi để view Bảo Bảo lại tối mai mua mốt đi, chứ không là không ai báo là sáng mai ổng cho đi hết luôn á. Nói thiệt ổng cao lớn lắm, tại dạo này tụi em không có tiền á mấy chị. Rồi đưa tiếng đi, rồi lấy một cái bao. Đưa như vậy đi, cái áo khoác 160 cho tí đi vậy. Áo khoác Quảng Châu rồi đưa vô cái bao trắng đi. Rồi kéo qua đưa đồ. Bộ đen dai thấy trên lờ của chị Võ Thanh Thảo nè. Mùa nữa có lên. Võ Thanh Thảo 200. In được, inbox được, được gái. Sao chị không kêu chị Thảo tư vấn cho chị, tin tưởng chị Thảo đi, chị Thảo là người đàng hoàng và rất là dễ thương ha. Gì nào em vào vô không nào thôi nói như nè, khó quá không? Nếu khó quá mà đội kiểm tra hàng xuống dưới đội kiểm tra hàng này kia nữa thôi xả đi, đưa qua cho Thi Võ đi, khỏi trả lời nữa, khỏi. À, đưa hàng lên đi, đẩy cái áo khoác qua đưa hàng lên like xong bỏ về dưới anh Tân ơi, bỏ cái hàng này riêng nha, không có nhập chung với cái đám này nha, nhà dưới. Bỏ riêng qua, bỏ riêng cái góc lo hay gì, bỏ riêng cái hàng này nè. Giờ bỏ hết lên ghế đi, chút nữa bỏ riêng sau. Rồi lên tiếp hàng cho mấy chị nha. Cho em bộ vàng 200.000, 75kg. Bộ này hả chị Văn Thúy, đưa đây. Hả bộ này hả chị Văn Thúy. Lấy cái bao này vậy đưa đây. Rồi Văn Thúy bộ 200 nè. Rồi đưa áo khoác hồng cho em. Văn Thúy 200. Rồi cái bộ này vải đẹp lắm nha. Cái bộ vàng này vải đẹp lắm chị Văn Thúy. Em đưa chị lại coi này, đưa lại. Rồi đưa áo khoác hồng rút qua cho Thi Võ ơi. Rồi đây nè chị, bộ hồng này. Ôi bộ hồng này vải gì á, em không biết vải gì mà nó thần thánh lắm chị. Nó thần thánh mà nó dễ thương bà cố nội luôn. Quần dài bộ này 200. Bộ này 200 ngàn vải đẹp lắm nha. Bộ này 200 chốt giùm em bộ vàng 200. Bộ vàng quần dài 200 đó. Ai làm gì làm cái tôi nhiêu đồ đó rồi đó. Rồi lên tiếp mấy chị. Lên tiếp. Đây là đầm xanh nha mấy chị nha, đầm xanh nơ. Chị nào chưa có con này thì quất con này nè. Chị nào chưa có con này thì quất con này giúp giùm em. Cái tay cũng hơi bị đẹp mà cái mẫu cũng hơi bị xinh ha. Chốt giùm em đầm xanh nơ. Anh ăn thêm đi để chút nữa em ăn cái gì cũng được. Còn cơm mà đúng không mày? Bộ vàng 200 size XL của Thi Võ. Không muốn bao đây. Anh ra chỗ mà khác bên chỗ làm đem mua bánh mì cho em cũng được. Bánh mì đó đây, đừng. Nhưng qua đừng bỏ BBT nha. Ê vậy á, đừng bỏ đồ chua luôn. Đúng rồi.
Rồi đầm nha mấy chị nha. Đầm xanh. Đầm xanh này 280 ngàn là đủ size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg nhớ để riêng nha. Phải ăn gì không kìa bậy. Nè cái đầm cam đất chế nào chưa lấy thì nên chốt cái đầm cam đất nha. Chế nào chưa chốt cái đầm cam đất thì tranh thủ chốt giúp dùm em cái đầm cam đất lấy ra tí. Đợi gì thay tháo ra nữa nè tí. Ai chưa chốt đầm cam đất thì tranh thủ nè. Không tranh thủ là nói thiệt đó chứ không phải nói giỡn đâu ha. Đây nó ở dưới nó vẫn là đầm tôm chữ A ha. Ở trước nè đứa là điên mà cứ đi cột miếng gì bay. Nè thêm mấy chị mặc lên. Nó huyết lại như vậy nè đẹp không mấy chị. Đó nó chiếu. Nó làm cái ngực mình tròn trĩnh dễ thương lắm ha. Rồi chị nào chốt đầm cam chốt giùm em 280 ngàn đầm cam. 280 ngàn đầm cam. Bộ này là bộ nào? Rồi bộ trắng này 240 ngàn. Bộ này mặt sang chẳng lắm. 240 ngàn bộ trắng. Mấy chị coi cái vải thun xốp đây nè. Mấy chị coi cái vải thun xốp đây nè đẹp lắm. Đây coi giùm em bộ trắng này xinh không? Dễ thương ha. Rồi chị nào chốt bộ này chốt bộ trắng lúc nè ở ở trước nó mày chiếu qua chiếu lại liền ha. Rồi bộ trắng 240. Chị nào chốt bộ trắng 240 chốt giùm em để ra chút nữa tí nó diệt. Chốt giùm em bộ trắng 240. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Gì vậy? Để mà. Rồi gì còn nào? Chuẩn bị tới dùm 22 giờ hỗ trợ hệ thống cái. Bỏ vô. Rồi đây là bộ quần trắng áo đen phối. Bộ này quần theo chữ A ha. Quần may theo form chữ A nhưng mà cái áo đẹp lắm mấy chị. Áo rất là đẹp. Chị nào chốt bộ quần trắng áo đen chốt giùm em bộ quần trắng áo đen dễ thương không? Quần trắng áo đen. Chị nào chốt quần trắng áo đen thì chốt giúp giùm em quần trắng áo đen. Quần trắng áo đen ha. Thôi lộn hai cái nha. Rồi còn bộ này là bộ quần đen áo đen. Bộ này là bộ quần đen áo đen. Ủa mày đưa hàng gì ai gì vậy tí? Đó lá ngồi sát bên mày vậy còn chưa biểu là chốt hàng cho khách đó nha. Đó là chưa chốt hàng cho khách á. Tâm tâm mẫu này nữa em sống bên lòng nha. Tại vì 10 giờ có hỗ trợ cái chị đánh sai á. Đây bộ này là bộ cuối cùng nè. Cái bộ này cưng lắm mấy chị. Cái bộ này nè. Em mới để bộ mặt cái bộ này rất là cưng. Nè mấy chị. Dễ thương ha kèm với quần đen. Rồi chốt giùm em bộ quần đen áo đen 240 ngàn ha. 240 ngàn bộ quần đen áo đen. Chị nào chốt bộ nào thì báo giùm em nha. Chị nào chốt bộ nào thì báo giùm em bộ đó ha. Chốt bộ nào thì báo giùm em nha. Rồi dưới đây tụi bay tự xử đưa hàng ra để riêng em tôi đừng để chung ha. Còn hàng này đem lên lầu nè. Biết sao không? 10 giờ em có một cái zoom hỗ trợ cho cái chị đánh cái lệnh tài chính bị lỗ chị Thùy Dung hồi nãy á. Thùy Dung 1990. Bộ quần đen áo đen bé lông bé bay ơi. Bộ quần đen áo đen cuối cùng của Đỗ Bình Như. Thấy tên là của Đỗ Bình Như. Bộ cuối cùng có cổ á nha. Biết không? Rồi quần đen áo đen của Đỗ Bình Như. Bộ đó chị mới nhận đẹp cơ. Bộ đó dễ thương chị. Tại hổm giờ em may theo hot trend á. Dễ thương. Dễ thương. Mà thơm á chưa nổ mà thơm quá trời. Mấy chị thấy cái phòng em như cái động không? Bàn làm việc của em. Ghê không? Bàn làm việc của em. Thúy Kim chị ơi, cái váy hôm bữa. Dạ chị Thúy Kim, chút nhắn vô phân bay em đi. Chút nhắn vô phân bay em. Em nhờ chị bưu điện. Em nhờ chị bưu điện kiểm tra giúp chị ha. Mấy chị thấy không, vừa bán live stream, vừa làm tài chính, vừa hệ thống. Rồi vậy nha. Chị Thúy Kim nhắn giùm vô phân bay đi chút nữa. Em xong cái này rồi cái
Em vô em kiểm tra cho, em kiểm tra mã code bưu điện cho nghe chị. Bộ quần đen áo đen của Đỗ Quỳnh Như nữa là hết nè. Hết rồi phải không quý vị? Rồi ok. Chào mấy chị, hẹn tối ngày mai ha. Đỗ Quỳnh Như thấy bạn làm việc chưa? Đấy. Cái góc đây là cái góc động đỉ mà bao nhiêu người thích. Chỉ cần thoải mái vui vẻ và hằng ngày mình không lo về tiền bạc ăn dùng, mở mắt dậy không lo cơm áo gạo tiền là để là hạnh phúc nhất cuộc đời mấy chị. Thật lòng. Cái đó là thật lòng, tại vì em đã trải qua những cái ngày làm ăn đổ nợ, ly dị chồng cũ rồi lại vào Sài Gòn. Ngày hôm nay, ngày có thể là nếu mà chút nữa vui vui thì sẽ làm cho mấy chị một cái live stream kể về cuộc đời em và hành trình em. Hành trình em mà một con thỏ biến thành một con cọp, một con chó mà dí vô đường cùng thì nó cũng phải tự kiếm ăn. Nó vậy á mấy chị. Rồi chào mấy chị nha. Hello các chị nha, hello mọi người nha. Hello chị Thanh Nghĩa Ngô, hello các chị mọi người, chấm bài lên đi mọi người ơi. Hôm qua em nghĩ là em quen bận á. Mọi người chấm bài lên đi mọi người nhá. Cô chị lên cho em xin một lượt chấm bài và chia sẻ like lên với em nha. Là sao ta? Là sao ta? Rồi, mọi người lên cho em nè. Đúng rồi. Mọi người thấy thất vọng. Thì tại sao nó lại về? Thế là ừ, chắc. Cái này là cái ghế của chị mà. Chị có nhớ có tuần chắc. Như ý nghĩa phạm không? Đâu. Về rồi. Mà về rồi à? Đúng về. Đúng về. Chắc phải cầm 2 tháng rồi nhỉ? 2 tháng đấy đó. Kiểu như vậy á. Không có cái gì chú ở đâu á, gọi cho người dưới không nghe máy, đúng không?
cân đến 20 cân em tặng anh chị luôn, đầu like cho em 49.000 nha mọi người nhá. Có 3 bộ thôi, 49.000 cho em mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em, và có đơn này các chị nha. Mọi người ơi, chấm bài lên đi mọi người nhá. Rồi cái này lên cho em là 0134 của em mặc đồ cho em nhá mọi người ơi. 34 của em mặc đồ cho em, 01 cho em, 49.000 cho em mã hàng kèm cân nặng cho em và có đơn. Lên cú khác em. Chia sẻ like cho em nha. 01 cho em 49.000 cho em nha. Bộ theo da cá nha mọi người. Cái chất liệu nhà em là da cá nha. Chị nào đã nhận bộ da cá nhà em rồi thì biết chắc siêu đẹp luôn. Size 15 đến 20 cân cho em, đầu like tặng 49.000 đồng cho em 01 nha. 01 kèm cân nặng cho em là có đơn. 01 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá. Mã hàng kèm cân nặng kèm số thoại cho em. Trời ơi, các chị hỗ trợ hơi phí, tưởng không ai chốt cơ. 49.000 bộ. Em thề các chị. Kiếm đâu ra 49.000, em chỉ tặng 1-2 mã đầu thôi. Còn những cái sau thì phải bán rổ vừa, chứ rổ nhiều quá chết. Bán sới. Rồi cái này lên cho em 02, 15 đến 18 phân cho em 02 này. Em yêu. Rồi cái này lên cho em 15 cân đến 18 cân cho em 02 này. 15 đến 18 cân cho em 02 cho em được này bộ gấu nhá. 69.000 cho em 02 này. Đây, cái này lên cho em là 02, 15 cân đến 18 cân cho em 4 đến 5 tuổi mặc được cho em. Để chị đăng lắm. Được, tặng đầu like cho. Tặng đầu like cho khách đó, nó đã bán 49.000 nhân viên nó đang chửi kìa. Thiếu băng rôn trên đầu á chị ơi. Sao lại thì là ý là một bộ của chị Nguyệt Đào á chị ơi. Cái hàng lẻ sai của chị Nguyệt Đào, chị không nghe máy ấy. Có khi chị đặt đi xong rồi không được, chị Nguyệt Đào không được cái cho thành sang chị ấy. Chứ làm gì mà tự nhiên chị đặt của chị Nguyệt Đào sang chị được. Chị là tên Lily Trần và vần của chị là L. Còn cái chị Nguyệt Đào là vần N, là nó tách rời hẳn luôn ấy nhá. 100% là hàng lẻ sai. In đơn cho hai người thì chị Nguyệt Đào không có phần mà dành cho chị, thì là ở trong cái in đơn trong cái đấy có là của chị, ý là của chị có đơn rồi thì là nhường cho chị ấy, hiểu chưa ạ? Vào kiểm tra của Lily Trần đơn bao tiền nào? Cái này bao tiền đấy? 0269.000 nhá. Chị Lê Mỹ Dung lên cân nặng cho em nào. Lê Mỹ Dung cân lên cân nặng nào? 69.000 02 10 các chị ơi, mã nào phải lên cân nặng nha mọi người nhá. Không lên cân nặng em không chốt đâu. Và phải chia sẻ like cho em nè. Hôm nay không chia sẻ like không chốt đâu nhá. Phải chia sẻ like cho em mỗi người ít nhất một lần lượt chia sẻ like mới chốt đơn này. Mới chốt hàng để sai cho này. 02 lấy tiền nhá, 69.000 đúng không? Rồi mã tiếp theo lên cho em con này 03 váy này. Tặng luôn váy này cho em size M. Size M là size 15 đến 17 cân cho em. Trời ơi, hôm nay là những cái bộ toàn 60.000 với 109.000 hàng lẻ sai. Chị được là chị may mắn, chị phải cảm ơn em á. Chị đã báo lộn người khác là xong thôi, chị ở đâu. Rồi cái này lên cho em 15 đến 10 đến 15 cân đến 20 cân cho em ạ này. 15 đến 20 SM, đây số S này. 15 cân đến 20 cân cho em váy cánh tiên nhá. Váy cánh tiên cho em này. Váy này tặng luôn cho em 49.000 cho em ạ này. Lên là 03, 01, 01 em hết rồi. À 01, 02 em hết rồi các chị ơi. 01, 02 em hiểu. Vừa bị phân tâm nên là chưa đặt chốt được nhá. Xem cái gì nhỉ? Xem cái gì? Rồi cái này lên là 02, 49.000 đồng cho em nhé mọi người nhá. 49.000 đồng cho em 02 này. 02 cho em con này có size cho bé là bao nhiêu đây? Xe 02 cho em nhá. Size cho bé là từ bao nhiêu nhỉ? 15 đến 20 cân cho em, 49.000 cho em váy hoa nhí mọi người nhá. Hoa nhí cánh tiên cho em 02 này. Hoa nhí cánh tiên cho em 02 cho em này. Bộ giá 89 nhà em là hàng lẻ sai đó chị ạ. Là hàng lẻ sai rồi đó. Nhà em bộ toàn trên trăm hết, là nguyên di trên trăm 49.000 hết ấy. Làm gì có bộ 89 nhà em thề. Em mà nhập được 89.000 một bộ em làm con các chị luôn. Em thề với các chị luôn, bộ giá cá em không bao giờ có giá em nhập được 89.000. Toàn trên 100.000 hết, toàn nhập 101, 102, 103. Bộ đến size 40, 45 cân nhập 104. Bán 159, 69.000 là được 15, 20.000 một bộ. Mẹ em mà nói sai làm con với chị luôn, làm chó luôn ấy. 89.000 một bộ em nhập cả vạn luôn ấy chứ.
03 nhá mọi người nhá. 03 cho em giá là bao nhiêu đấy? 03 49.000. 03 49.000 cho em nhá. 03 49.000 cho em. Trời ơi, em nhập từ sáng 9 giờ rồi em đầu nhé. Không hay hết rồi nhá. Không hay hết rồi, 01, 02, 03. 03 còn. Tôi cái áo này còn size 2XL là size 35 cân à. Ờ. Tôi lên con này 35 cân này. 04 á. 04 cho em tặng luôn cho em con này nhá. 70.000 luôn, 04 áo gió đấy. Cái này đây là 04 áo gió, váy sau lưng bao nhiêu vậy chị? À, rồi lên váy sau lưng hả? Rồi hàng nguyên dị sau. Cái này lên cho em này, 07 à. Cái này đây là 07 cho em nhá mọi người nhá. 07 cho em này. À, lót nỉ cho em. 70.000 một cái, size 35 cân cho em nhá. 30-35 cân cho em nhá mọi người nhá. 30-35 cân cho em 07 nhá. 30-35 cân cho em con này lên là 04, nhầm, lên cân nặng nào. Các chị ơi, phải lên cân nặng em một chút, không có cân nặng em không chút đâu. Con nào lại sai mà. Phải có cân nặng mới chút. Có cái như mấy. Cái váy này sai chi đấy. 30, 32, 40, 36, 38, 32, 36, 38, 39. Cái này lên cho em 15 cân đến 30 cân cho em này. 15 cân đến 30 cân cho em, mã này lên là 05 đúng không? 15 đến 30 cân cho em 05 này, sale luôn cho em 69.000 một cái nhá. 69.000 đồng lên cho em mã này lên là 05 đi. À, 04 đó chị nào em đọc chốt đi. Lan Phan Thị có 04 rồi, hết 04 nhá. Cái này lên là 05 cho em này. 05 cho em size 15 cân cho đến 30 cân cho em 05 này. 05 tặng luôn 69.000 cho em, 05 kèm cân nặng 04 hết rồi. 04 hết rồi. Cái này đây là 05 kèm cân nặng cho em váy hoa toner dây nhá mọi người nhá, rất là đẹp luôn ạ. Cái này có màu hồng với màu vàng. Cho chị cái màu hồng ấy lắm. Màu hồng với màu vàng 15 cân đến 30 cân cho em nhá. 15 đến 30 cân hồng vàng cho em này. 69.000 một cái cho em nhá mọi người nhá. 69.000 đồng cho em 05. 05 kèm cân nặng này. Đọc chốt cho chị nào thì đọc đi nhá. Nhân viên nó đọc nha chị ơi. Các chị ơi, nhân viên nó kia có cái dịch vụ cần con thì con này. Nhân viên nó đọc nha chị. Các hàng lấy sai các chị là chắc chắn chị cần phải chắc chắn lấy chứ không ạ. Hàng lấy sai chị nào xả ra là hôm nay em xả cả đơn nhá. Hàng lấy sai mai ai mà xả cái nào em xả cả đơn. Thảo Nguyên 26 con này. Chị Trần Hoa 15 con. Không lượm màu đâu chị ơi. Đồng ý thì đi không. Không lượm màu nhá. Luôn luôn nhé, bán hàng lẻ sai là không lượm màu, các chị đồng ý thì đi đâu nhá mọi người nhá. Sale lỗ rồi có giá rồi thì làm sao chọn màu, lúc em có hàng nguyên di bán đắt thì các chị không chọn nhé. Lúc này có màu. Cái này lên cho em đây. Bộ này lên cho em size 15 đến 18 cân cho em 4 tuổi này. 15 đến 18 cân bộ da cá cho em 4 tuổi này. Sale bộ này luôn 60.000 luôn 06 à. Bộ đùi á, bộ đùi có cơ. Nhé, bây giờ đang mùa đông. Bộ đùi còn, bây giờ còn mỗi thứ một bộ thôi. Em chán lắm, em không muốn ăn. Bán hàng lẻ sai luôn ý. Hàng lẻ sai nó nhiều dã man luôn á. Mỗi bộ còn một mã. À quên, mỗi mã còn đúng một bộ với hai bộ không. Bán điên hết mọi người á. Rồi cái này bộ này lên 60.000 cho em 15 đến 18 cân 40.000 cho em. Mã này lên là 06 à. 06 bộ nơ nhá. 06 60.000 đi. 06 hay 05? 06 cho Lê Quỳnh này. Hết này. Có một bộ duy nhất thôi này. 60.000. Không sáu cho Lê Quỳnh này. Rồi cái này lên 07 này. Bộ da cá tiếp là người chia sẻ like đi. À mang à tí chị bán áo bé trai luôn. Cái này lên cho em 20 à không 18 cân thôi. Ở bằng cái bộ lúc nãy. 10 18 cân cho em, 15 đến 18 cân cho em 34 tuổi nha mọi người nhá. 34 tuổi đi. Cái này 4 tuổi cho em bằng cái bộ 06 này, 07 cho em nhá. Đúng không? Cái này 07 60.000 luôn nhá, bộ khóa da cá nha mọi người. Nhà em bộ là toàn da cá hết chứ không phải chất thun đâu nhá. Cái nào chất thun có tông này em báo chất thun có tông. Còn cái nào là hàng da cá mọi người nhá. Cái này lên là 07 đi. 07 cho em 18 cân nhá, 15 18 cân 07 cho em 60.000 luôn này, quần này. Đây rất là đẹp luôn, cho Nga Nguyễn một bộ 18 cân này. Rồi lên cho em một cái áo này nhá. Áo gió này. Rồi lên tiếp cho em mã số 09 này. Bạn áo phao tương tác này. Còn lên cho em con áo gió này. Đang đi tìm cái màu xanh cốm nha em. Để thằng lấy cái màu xanh cốm này chị xem nào. À, 08 này. 07 cho chị Nga Nguyễn này em. Làm sao lấy cái xanh cốm em. Rồi cái này lên cho em mã số 09 à. 09 áo 08 này.
hàn ấy, 45.000 cho em cái này đây là 09 cho em áo gió nhá, có màu cái này cũng không lựa màu đâu, 45.000 cho em nhá, Hoan Thị không lựa màu cho em, 45.000 một cái cho em nhá mọi người nhá, cái này lên cho em là 08 à, 08 cho em 45.000. Ui áo phao này đẹp nhờ, mềm thế trời, tặng luôn áo phao. Mình vừa nhận hàng rất ưng ý, cảm ơn chị Huỳnh Nga nhá. Minh Tuyền 08, cái này là 08 hay 09 nhở? 08 mọi người, cái này là 08. 08, các chị đang lên 09 thì như chị đọc nhầm đấy. 08 nha mọi người nhá. Áo gió 08, 45 như một cái cho em nhá. 10, từ 10 cân đến 25 cân cho em. 10 cân đến 25 cân thì tập khoảng 5 tuổi qua lại cho các chị ạ. Chắc thu cho chị xem đợi xíu nha mọi người ơi. Cái này đây là 08 áo gió cho em này. Đây có khoảng 1 con này, cái con này, này. Đưa cái móc bé bé cho chị thôi, vì mình nhìn cái vai này. Bé chị em treo cái móc của người lớn lên trong hai cái vai nó như thế hai con tập tạ đấy. Chị xem đâu có những cái một đầu. Thôi cái này đây là 08 mọi người nhá. 08 45 nghĩ là gì với chị mà lâu rồi, cũng 5 tháng rồi mà chưa khâu lên được đấy chứ. Đây áo gió đây cho em nhá mọi người, 08. Đây. Không, nhưng mà cô đi mà đi hết đi 2 năm là anh có của cãi rồi mà anh có tí rồi. 08 các chị ơi, 08 nhá mọi người ơi, cái này lên 08 45.000 cho em nhá. Mình mới nhận hàng rất đẹp, cảm ơn chị Hường Thúy nhá. Cảm ơn các chị 08, chị nào có luôn. Chị nào cũng có luôn cho em nhá mọi người ơi, 08 áo gió 45.000 cái thôi. Trời ơi, cái này em nói thật bắc nam gì đều mặc được hết luôn cho em nhá mọi người nhá. Trời ơi, xe lạnh là cái này cần nhất đây này. Nó mỏng vừa ấy, nó vừa phải, nó không dày quá, thì dày quá thì mặc nó lại nóng đúng không? Còn cái này mỏng vừa, đây cũng hai lớp đàng hoàng luôn nhá mọi người ơi, cái này hai lớp cho em nhá. 08 cho em có 45.000 thôi ạ. Đây có ba màu này nha các chị ơi. Ba màu cho em tặng luôn cho các chị luôn 45.000 đồng cho em một cái thôi nhá. 10 đến 25 cân cho em nhá mọi người nhá. 10 đến 25 cân cho em nhá mọi người ơi. 08 kèm cân nặng đi. 08 kèm cân nặng cho em 45.000 một cái cho em, chốt nhanh liên lại đi cho em này. Rồi nhá. 08 này, đang tiếp cho em con áo phao này. Bán cho các chị chia cho các chị kéo phao siêu nhẹ. Đây vừa mới về xong nhưng vẫn chia ân nhà giá lệch với giá em bán trên nói chung là chỉ có đặt like thì mới được giá này thôi nhá mọi người, chứ còn mua ở ngoài like là vẫn cái giá em đăng hình đăng ảnh là và đăng tiền ở trên like là trên ảnh nó khác nhá. Cái này lên cho em áo phao siêu nhẹ cho em này, bán lên là 09 đúng không, 09 cho em nhá mọi người nhá. Có size cho bé là từ đây size bé nhất à, size thứ hai em, đây là số 2 nhá. Rồi cái này lên cho em 13 cân đến 23 cân cho em mã số 09 áo phao. 13 cân đến 23 cân cho em 09 áo phao cho em với giá là em tặng ở trên like này với giá 99.000 thôi. Ngoài like là giá bao nhiêu? Ngoài like là 115.000 nha các chị nhá. Vì hôm qua em đăng ảnh là 115.000 rồi ấy. Hôm nay em tặng ở trên like các chị 99.000. Chị nào đặt trên cái like này mới có giá này nha các chị yêu nhá. Còn ở ngoài like là em không có giá này đâu. Ở ngoài like là 115.000 cho em. Hãng này lên cho em là 09 áo phao siêu nhẹ cho em. Size 13 cân đến 23 cân cho em nha các bạn nha. Trời ơi, phao rất là dày và siêu nhẹ luôn cho em nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn, có màu đỏ màu xanh. Màu đỏ màu xanh cho em này, xanh than này. Cái này được lựa màu này, cái này được lựa màu này. 99.000 đồng cho em, con này lên là 09 đi. 09 nhá, 08 thêm cái nữa rồi ok Minh Tuyền.